lượng. Trận trước là đi vào mới quay chứ. Không bây giờ đi. Quay đâu? Hả? Chưa quay. Chưa quay, vào mới quay. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alo, 1, 2. Vâng, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vâng, thế là quay quân rồi. Thì quân bên phía chúng ta là 9, 4, gồm có Katarian và Hit. Bên phía đối bạn là Pan, Pan Baby. Bên phía chúng ta là Katar Hit. Và tiếp theo là một lần nữa xin chào mừng toàn thể quý khán giả đến với luồng live stream của Hoàng Anh trong buổi tối thi đấu ngày hôm nay. Xin chào toàn thể anh em. Và trận đấu đầu tiên của C đấu thứ hai, cặp đôi Hoàng Anh Chibo đấu với BB Thầu thua C1 khá trong vánh với tỷ số là 0-3. Còn đi tỷ Hoàng Anh cho nơi quả đầu đâu. Và thấy quả đầu hơi muộn dành cho em. Và xin chào toàn thể mọi người nhá. Và anh em nghe tiếng mình không ạ? Và bạn nào nghe tiếng mình thì có thể gõ số 1 giúp mình được không? Và bạn nào mà nghe thấy tiếng bình luận viên tốt và nghe thấy cả tiếng game. Ơ sao tiếng game nó không thấy nhảy nhỉ? Bịp thật. Tiếng game đang rất bé. Mới nghe thấy gì không ạ? Alo? Alo? Rồi ok, mọi người đã nghe thấy hết rồi. Một lần nữa xin mừng toàn thể anh em quay trở lại với luôn live stream của Hồng Anh. Và đây là trận đấu mà chúng ta đang được để thua với tỷ số là 0-3 về trận. Tức là thua mất 1C rồi. C đấu thứ hai, trận đấu đầu tiên. Hitty và Katarian, Baby Pan. Baby Pan và Baby Pearl mọi người nhá. Cái bảng quân đang hơi khó chỉnh. Đây là Hitty. Màn hình máy game thủ chip boy bên này là người cầm Katarian. Còn đang có một bầy hiệu 6 đang trên đường đá về. Quân thì đánh giá là nói chung thì tôi vẫn thích đội bạn hơn. Tôi vẫn thích đội bạn hơn các bạn ạ. Vì đơn giản có Pan. Có Pan nó mang lại độ khắc bọt rất lớn. Trong những sới đỉnh cao bên này thì con Pan là một loại quân cực kỳ đột biến. Và con Pan là một loại quân đánh nó dễ đánh. Nó dễ đánh, ép ít dần. Và dễ quảng bản đồ hơn. Và nếu một bài đấu mà chỉ cần phụ vũ thôi thì con Pan hoàn thể thì cần được bất cứ con nào bài chip boy đã đủ rồi. Một hiệu 6, một đôi voi, một quả phụ dành cho chip boy. Và đá nhanh bầy hiệu này về và tập trung ra cầu nốt con voi kia về để có thể thi đấu tốt. Một hình máy máy Katarian, game thủ Chibor hiệu 6 về, có đôi voi và có quả phụ. Bài thì đã đủ đồ. Nếu thủ anh bên này thì sao, cầm hít đi. Và xin cảm ơn có sự có mặt của toàn thể anh em khán giả đã đồng hành trên fanpage game thủ anh trong buổi tối thi đấu ngày hôm nay nha. Mọi người có thể dành tay bấm like chia sẻ cho thủ anh được không? Và con Hitty của anh thì quả đầu thấy muộn. Bài đang khá rách dành cho anh cả về thế vẫn cả về đồ. Có chăng là chỉ giật sâu vào trong hốc vị trí 3 9 giờ thì có thể sống dành cho em thôi. Màn hình máy game thủ chip boy nhưng nếu giật sâu thì việc lên đời của thủ anh nó sẽ yếu đi khá nhiều. Tiếp tục con vào thứ về 2 về dành cho chip. Vâng, bãi quả đầu vẫn còn một cây còn nguyên, chưa mất một cái gì cả. Tập trung. Vâng, ăn bãi quả đầu đi đã. Chip boy đang một tình huống cắt dân ra để ăn bãi quả phụ. Vâng, nhường cho game thủ anh quãi cọc phủ giữa hành nhà. Vâng, xin chào gà con, không thấy anh em comment cái gì. Vâng, chip boy đang cần nhường á. Vâng, chip boy đang cần nhường. Vâng, ai ăn chanh 7-4, đó chính là Baby Lon của Tiểu Bàn Thầu. Không may đưa với Pan của BB. Thốn rồi, một tuần đầu thốn lắm bên này.
Và các bạn thấy là 805 thì may sao vẫn đóng được cái BG trong tình huống này dành cho chip kích đầu 8 với bộ bài 25 dân của người cầm Catalan đối đầu với Babylon của game thủ BB, à của Tiểu Bàn Thầu. Không may trong bộ này đối đầu với con Pan đến từ game thủ BB. Điểm số BB là một điểm số khá thấp trong trận đấu này. Vâng, thua đúng xe đầu thôi anh em nhé. Thua đúng xe đầu chúng ta sẽ bật trở lại. Chúng ta sẽ bật trở lại ở kèo này. Sẽ bật trở lại ở kèo này với một tỷ số. Nó sẽ vào khoảng tầm 3-1 về xe. Ôi giời, con voi đang câu rất dốc rách, gặp rất nhiều khó khăn và hiểm trở. Và nó quay đầu luôn trong tình huống này, rất tốn. Và theo như chiếc bòi báo về thì bài đối phương là bòi đấu khá đẹp. Map rất khoai khi game thủ của anh người không nhảy đời. Và tỷ số nó là 0-1 trong xe đấu vòng thứ hai. Nó mọi thứ đang nhanh quá, nó đang nhanh mà tôi chưa kịp hiểu rằng cái gì nó đang xảy ra. Chưa kịp hiểu cái gì đã xảy ra thì chúng tôi đã thua mất tỷ số là 0-4 rồi. Cùng chờ đợi đến màn hình máy quay quần thôi. Nó đang có một cái gì đấy nhỏ nhỏ ở đây. Hờ không sao cả, kể chúng ta thua trận nữa thì mới là 0-5 thì... Và chúng ta sẽ đến màn hình máy quay quần. Cảm giác rằng nó đang thua nó khá nhanh mọi người ạ. Sẽ đến với trận đấu ngay sau đây. Và trận đấu này là trận thi đấu thứ hai của xe đấu thứ hai. Quần quay chưa? Chưa quay. Bên phía đối phương là 16-6, Rome và Pho đến từ đối phương. Còn bên phía chúng ta là 12-16, chúng ta là Mark Rome. Vâng, à đâu, chúng ta là, đúng rồi, chúng ta là Mark Rome. Còn bên phía đối phương là 16-6. 16 là Rome, Rome Pho. Còn bên phía bên này thì Hồng Anh là người cầm vâng Roman. Chiếc bòi cầm Maxe. Joe Maxe đối đầu với Joe Pho. Quần cân thôi. Bản đồ là tứ tuyển về khả năng ép đời. Và trận đấu thứ hai trong xứ thứ hai đã bắt đầu. Xin cảm ơn sự có mặt của toàn thể anh em khán giả đang đồng hành cùng fanpage game thủ Hồng Anh rồi. Và mọi thứ đã đang hơi khó khăn cho cặp đôi bên phía team Hồng Anh và chiếc bòi trong kèo đấu này. Hơi khó khăn một chút, chúng ta để thua với tỷ số là 0-4. Nhưng tôi vẫn đang có một niềm tin là chúng ta sẽ bật lại được. Vâng, còn cả kể là có thêm chua trên trận này thì mới chỉ là 0-5. Chúng bật lại 3 trận liên tục. Nó lại hòa C thôi mà mọi người. Nhưng bãi quả đầu có 7 cây đến từ vị trí của con Roman Maxe chip boy. Hiệu đầu cũng khá to, hiệu 6. Màn hình máy Hồng Anh trong bộ này là người cầm Roman. Vâng, có quả đầu thấy sớm và cũng có hiệu đầu sớm luôn. Rất tốt. Isa, Rogan, 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 Rogan
Vâng, Hồng Anh báo về gần nhà màu 3 và game thủ BB là người chạy tận sang nhà game thủ Hồng Anh để phá đổ. BB là người cầm Roman trong trận đấu này. Vâng, Hồng Anh cũng có một bãi quả đầu 7 cây. Rất tươi. Hiêu đầu 6 con thì BB phá 1 thì còn 5 hay sao cũng không sao cả. Bài này bài đấu mà không hiêu đầu là hiêu 7. Phi lỗ vâng, một con sát bất tường không về được thì còn 6 con. Và không hiểu sao họ có thể chạy tận sang bên phía này để có thể thi đấu chúng ta sớm như vậy. Màn hình máy Chip Boy là người cầm Maxi. Và một bãi hiêu đầu 6 con đã đưa về trọn vẹn về nhà chính. Vâng, bài Chip Boy thì là cực kỳ bắc bình. Một bài đấu mà kết gờ rất sớm. Vâng, 7 phút 27 với 24 dân của game thủ Chip Boy. Rất bắc bình. Ăn tranh với màu 2 game thủ Mai. Thật là tình nguyên hai anh em ăn tranh với nhau này thôi rồi. Người ăn hiêu, người ăn, ăn quả vậy. Chứ không, tức là nhầm để chết luôn. Những tình huống như này không không có tình huống giao tiếp là rất rất dở. Vâng, cảm ơn công ty xây dựng, công ty cổ phần xây dựng VRO đã tài nhà nhà tài trợ bạc cho giải đấu AFF Cup năm 2020. Vâng, công ty cổ phần xây dựng VRO san phẳng lõi xốp vượt nhịp lớn, cách âm cách nhiệt phù hợp cho mọi công trình. Một bài đấu mà game thủ Hồng Anh và Chip Boy đang có tình huống ăn khá nhiều đồ. Vòng bên phía đối bạn là 13% với từ thầu và 20%+. Màu 3 game thủ B là dò hành như 23-28% gì đấy. Khá nhiều phần trăm. Một trận đấu mà bạn nhìn thấy là game thủ BB mặc dù đi giò là rất rộng nhưng cũng đã có giò để tác động vào nhà kia. Không, thế là game thủ Tiểu Bàn Thầu đang chọc tại nhà chính và bây giờ thì BB bắt đầu mới có giò. BB chưa ăn được vàng nhưng Thầu là người đánh chém và đang chọc vào nhà game thủ Chip Boy khá nhói. Một mát xe là phải có tình huống đấm đóng được y ra, đóng được một y ra và ra ruộng thì em sẽ thủ dễ dàng hơn. Tham là 22 đến từ game thủ Chip Boy và Hồng Anh trong bộ bài này thì sao? Bài game thủ Hồng Anh tiếp tục chọc vào khu vực bãi vàng của game thủ 3. Liên tục chọc, vẫn hở, chắc chắn là hở rồi, không thể chạy được. Không thể chạy được trong tình huống này. Tiếp tục chọc ăn sạch bãi vàng của game thủ BB. Không sót một con dân nào đến từ BB và chết đủ 7 dân. Chết đủ 7 dân thì hôm nay nhốt gió. Không cho nó nhốt, đúng rồi, tinh tế. Vẫn hở, nó hở thoải mái, cứ thoải mái đi, đúng rồi. Rất tinh tế đến từ Hồng Anh trong tình huống này. Và khử luôn game thủ BB không có vàng, bắt buộc phải đánh sóc đơn. Game thủ Chip Boy vừa này sẽ đánh y ra. Vâng, Thầu là bài chỉ có 13% thôi, nó khá căng đấy. Chúng ta phải đánh thật sự chuẩn chỉ đi, vì đã thuộc không bốn mất rồi.
Xin mời tạm 20. Có hở hay không? Chém xuyên được. Tham lai của kiếm thủ Chibor bây giờ phải đánh nhiều y ra, đánh nhiều y. Bài Chibor đánh nhiều y. Hồng Anh chuyển về đấy, chém dần điều theo thời gian để có thể tự mình cân lại bản đồ. Vì kiếm thủ GBB là người đã chết được 7 dân ăn vàng rồi. Hồng Anh cố lên. Vâng, cố lên vì đơn giản anh em hiểu rằng đây là một thế trận mà kiếm thủ Tiểu Màn Tàu dường như là chưa mất gì. Vâng, bắt đầu tình huống thi đấu đến từ BB nhẹ nhẹ một chút xíu. Một bãi ruộng nhỏ nhỏ, bài Tiểu Màn Tàu là gần như là quả đôi. Gần như là quả đôi đến từ Tiểu Màn Tàu trong trận đấu này. 5.000 khán giả đã qua trao đường live stream của Mai trong buổi tối từ đâu ngày mai. Đừng quên bấm like chia sẻ mọi người ơi. Mọi người thử bấm like chia sẻ được không ạ? Boy đang khá yếu đuối. Họ đang có những nick với rất nhiều dân Chibor. Hôm nay 29 đến nửa bay. Chibor tăng lên 16. Cũng bắt đầu đuổi được Vitu BB một tên nhẹ. Nhưng bài này phải đánh bằng Y thôi. Vì đào bay cuốn ruộng nhưng Vitu Chibor đã chết khá sâu xuống chỉ còn là 16. Hồng Anh trong bộ bài này thì cũng đang không khỏe. BB vâng kiểu bản thầu cũng đang rất trâu. BB thì đấu bằng đúng những con sọc đơn, chỉ 1-2 con sọc đơn thôi. Thầu đang có một trận đấu đánh rất tốt. Hồng Anh thì vẫn đang khỏe. Nhưng cái vấn đề là Tiểu Màn Thầu là người cầm bằng Phonesia vẫn đang rất trâu. Trong khi BB thì vẫn đang giữ được một lượng dân. Chỉ bò người cầm Maxe thì đã bắt đầu yếu lắm rồi. Chỉ còn 14 thôi, bây giờ có chảy sang bên kia để bay được nhà kiếm thủ Tiểu Màn Thầu thì mới đánh được. Khi mà Thầu là người hai quả rất gần nhau và họ chuyển về thế đánh cùng R kém sắp đơn. Vâng, tiếp tục có cùng R. Vẫn có một con cùng R bắn trong vị trí 3 giờ, 9 giờ. Không có, không có cung rờ để kê màn này. Nhưng thủ Hồng Anh cũng sẽ mất một phần ruộng. Vâng, vẫn có thể có những con đơn quân đến từ Tiểu Màn Thầu đi móc máy. Trong khi Chibor tên này thì Hồng Anh là tàng hình mất thôi. Bây giờ một trận đấu phải có những con đi của từ Chibor. Làm một cái điều gì đó, ví dụ như là phải hút được bay nhà thầu thì mới mở ra một cái cửa để Hồng Anh có thể cân được bản đồ được. Chứ bên này thì game thủ vâng, Chibor đã yếu rồi, chỉ còn một vài con đơn vị Y thôi. Y thì vẫn đang cố gắng 1-2 con sọc đơn đi quấy quả cho bản đồ. Thầu thì gần như là chưa mất gì cho từ đầu cho đến giờ. Tham lai là 29. Và bài lên từ Tiểu Màn Thầu của Bắc Bình. Và đây là chúng ta không tấn công một nhà thầu nữa. Thầu siêu khỏe. Trong khi bên này tiến thủ Chibor một vài con Y bây giờ lại không có chiêng. Thầu như một phần dụng tại thầu. Đây là một quả đầu của thủ Tiểu Màn Thầu. Đây là quả đôi. Gần như là quả đôi vì quả đầu và quả phụ rất gần nhau. Lạc đà công giác đứng kê tại nhà và có cả những con cùng R nữa. Hồng Anh trôi này thì tham lai vẫn đang ổn. Tham lai 28. Khỏe thì vẫn đang khỏe, nhưng cái vấn đề là game thủ Tiểu Màn Thầu bây giờ nó không đi công nữa, chỉ đi quấy quả sau đứng hết quân ở nhà bắt quân chúng ta. Trong khi B thì vẫn đang giữ được một tuần nhẹ. Quân của Hồng Anh chưa chắc đã đỡ được. Mà có thêm con Y thì đỡ được tuần này. Chibor thì sợ là đã vâng tìm một vài con Y của tụi Chibor không có chiêng. Còn là lạc đà quá đông trong trận đấu này. Vâng, Tiểu Màn Thầu vác đi khoảng 8 đơn vị quân mà vẫn còn những 10 đơn vị quân kê tại nhà. Vâng, giúp. Vâng, xong rồi. Thì Hồng Anh cứu tuần này Chibor thì may mắn vẫn còn thi đấu được. Mất quanh ruộng này thì tụi Chibor gần như là không còn tính chất thi đấu gì nữa. Hôm nay chỉ còn có 7.
Hồng Anh tầm này là 32. Tổng tham bây giờ chắc hai cái thủ đi. Hồng Anh chỉ bọn chỉ bằng thế thôi. Thế trận là hơi cục xương một chút. Bay được nhà thầu thì đánh tiếp. Bay được nhà thầu thì đánh tiếp. Còn không bay được thì thôi. Thầu vẫn đang có một tân quân vào ruộng chính của Hồng Anh. Khoanh ruộng trong 9 giờ. Rất khó chịu. Tuần này liệu rằng lấy bay được nhà thầu hay không. Chị bòi phải quá. Đang tụt xuống 29. Thầu vẫn sẽ sống. Họ vẫn có một người ruộng tại đây. Có y thủ á. Và không biết đó là một y thủ hay y phù được. Và tỷ số là 0-2 trong xê đấu thứ hai. Một thứ đang diễn ra là quá nhanh và nguy hiểm. 0-2, chúng ta hãy cùng chờ đợi trận đấu chung kết đầu tiên. Thua 5 trận rồi. Không sao, bây giờ bật 3 trận liền là chúng ta lại hòa xây. Hơi đáng tiếc một chút. Quân chúng ta là 61 4AC. Họ là Asia. AC. Đối đầu với Asia. Yes. Đúng rồi. Hôm nay cầm AC. Rồi quân cận trận thi đấu đầu tiên chung kết cho chúng ta. Giờ thứ hai thua liên một bạch 5 trận thông. Chết tôi. Và tour này thì đứt rồi. Tour này thì đứt. Chúng ta bây giờ bắt buộc phải xúc ngược lại. Bắt buộc phải thắng từ giờ cho đến cuối trận. Thắng liên một mạch. Thắng liên một mạch, thắng từ giờ đến C5 thì khả năng mới cưỡng được. Chỉ nếu bây giờ mà chớm thì cần thua một trận nữa thôi là chiều tím. Có bãi quả đầu có 7 cây. Vâng, hơi xấu. Rồi không sao, còn nông dân AC. Tốc độ di chuyển nhanh vẫn cứ ăn thoải mái ở dưới đấy cũng được. Này ăn 3-4 cây đẹp hơn. Nông dân AC tốc độ di chuyển sẽ cao hơn. Màn hình máy game thủ Chip Boy là người cầm Phonesian. Và các bạn nhìn thấy là bãi quả đầu có 6 cây gỗ đầu là gỗ gần. Vào trận này thì Fo sẽ cân với Yamato, còn AC sẽ cân với AC. Hồng Anh cầm AC thì đang có một bộ bài mà quả đầu hơi xấu. 6% đến từ ông Hồng Anh mới thấy quả. Họ chắc chắn là mới báo về là bài AC sẽ chậm dần. Nhưng tôi nghĩ là Hồng Anh sẽ không chậm dần nhiều đâu vì nông dân AC nó di chuyển nhanh lắm. Với bạn cũng 6% đến từ tiểu bản thầu cầm IA. Tốc độ di chuyển và đây là một là bản đồ mà tứ tuyển ép đời. Oklahoma.
con chó một con đấu mà các bạn nhìn thấy là con phô của cái tổ chip boy nó cũng chưa đẹp. Vâng, có vòi về một con, có bảy nhiều đầu phải đóng hết ăn. Màn hình máy game thủ mạnh cũng đang kêu là bãi đấu của em cũng chưa đẹp. Vâng, có quả phụ rồi nhưng nó lại hơi xa và gần nhà, chưa biết là gần màu mấy. Khả năng cao là gần màu 3 game thủ bị. Có một chấm vàng trên 12 giờ đó, một bãi vàng. Ta dự đoán là gần nhà màu BB thôi. Bài hôm anh đang cả đồ và cả thế đều đang không đẹp. Và liệu trong vị trí 9 giờ thì game thủ anh có thấy thêm những cổ ăn gì nữa không? Bãi quả phụ hay gì đó, gần nhà liệu rằng có dò lỗi gì không? Đây rồi, thêm một bãi quả phụ nữa, bài hôm anh đã đủ. Nhưng đây là quả phụ của chip boy thì đúng hơn. Một bài đấu mà game thủ của anh đang công tới nhà Yamato. Và các bạn nhìn thấy là con Yamato của game thủ Tiệm Bàn Thầu đang có khá nhiều vòi. Có chém luôn trong tình huống này. Và có ra ruộng. Màn hình máy game thủ chip boy. Bài game thủ Tiệm Bàn Thầu Wrong BB là một bài có thể cơ cấu được. Boy đang có tham này chỉ là 26, bắt đầu chảy chém đến nơi và mong rằng là một tình huống game thủ BB chưa kịp bo bế nhà. Thầu đang một tiếng tạt chéo sang tất tay sang nhà game thủ vâng chip boy. Chip boy phải bo bế cho và bo bế cho thận trọng mà một chút, tránh tình trạng mà bị game thủ Yamato tạt một tơn là dễ tím. Màn hình hồng anh bên này vẫn đang cố gắng để có thể giữ được cánh bên này. 29 bài đấu đánh thế cùng gom quân thì chip boy phải là người có nhiều quân hơn. Chúng ta phải là người đánh thế ốp.
bài game đồ anh đang rất khó để có thể cơ cấu đánh kiểu khỏe ở nhà. Và bây giờ thì game thủ tiền bắt đầu quay lại với bốn con chém để đi vào nhà BA của game thủ Hồng Anh. Xin mời đâu về đây tí được không? Chơi nhanh. Lại là 45 và các bạn thì nhìn thấy cái lượng chém mà game thủ tiền bàn tàu tích được nó là siêu kỳ khủng. Vâng kìa, vâng lại đâu rồi, nhanh về đây không, bây giờ thằng Cung đi là về đấy. Một bài đấu mà các bạn nhìn thấy là cái lượng quân của game thủ Yamato tiền bàn tàu đang có nó gọi là quá đông với hơn chục con chém. Vâng, hơn chục con chém, bài này ông anh sẽ không đánh lâu được. Thế trận này chúng ta chỉ có thể là vít quân húc bay một nhà thì mới đánh được, đánh nhanh trước khi là game thủ bị đẩy quân. Game thủ chiếc voi thằng này 32 vẫn đang đông lạc đà, và lạc đà này chưa có giáp. Màn hình máy game thủ anh dồn thật nhanh quân trong trận đấu này, húc được bay ít nhất là một nhà, phải bay con Yamato này thật nhanh rồi húc ngay sang, không được để thời gian cho đội bạn có thể nở được, không để cho đội bạn có thể thực hiện nở vì đội bạn đánh tế thủ. Họ đánh tế thủ và bắt quân vì lượng bài đội bạn là quá khỏe, trong khi game thủ anh bên này thì vẫn đang rất trâu tầm này 51. Màn hình máy game thủ chip boy trong buổi này thì vẫn đang cố gắng solo, hiện đã lên giáp để tiền solo với những con chém của game thủ tiền bàn tàu rồi. Thằng này chip boy đang khá to với thằng này 33. Hồng Anh bắt đầu lọt vào và đây là một tiếng 7BC đến từ đội bạn. Phải dồn thêm quân lên, chúng ta áp lực để không cho đội bạn có thể thở. Không hiểu chém của game thủ tiền bàn thầu đâu. Hồng Anh đang dồn thêm quân lên vì lo sợ đội bạn là người. Vâng. Và ốp ngược nên là Hồng Anh chưa để đi hết quân lên. Bắt hết chém Yamato đi. Không ốp được thằng AC đâu. Chơi tuần này đi, lắc đi một tí. Vâng, một tuần đấu húc là chết đấy. Vâng, một tuần đấu liệu rằng có chết hay không khi mà game thủ màu 4 đang bắt đầu kéo chém về. Vâng, phải chích bỏ thêm một tuần nữa thì mới chết được. Ông anh đang dồn thêm lên và chết đấy. Một trận đấu mà liệu chết đấy anh em ạ. Nguyên lượng quân của BB đang quá ít so với tuần cuốn này và tôi không nhìn thấy chém của tuần tiền văn thầu đâu nữa. Vâng, đục đi cho chích bỏ vào, đục ruộng cái này. Đừng rời khỏi dốc. Cái trận dồn quân đổ, đừng rời khỏi dốc. Vâng, rời khỏi dốc tuần này họ chiếm được dốc là mệt. Vâng, Hồng Anh đang tiếp tục dồn quân, đúng thế trận mà tôi thích, một thế trận dồn quân. Vâng, game thủ chip boy đâu, chip boy như vậy thì có thể là vâng quýt đến đối phương. Vâng, trận này thì thắng, vâng trận này thì lại thắng, còn trận kia thì lại thua, tôi chịu đấy. Vâng, người kinh không bao giờ làm kiểu này luôn. Vâng, trận này thì lại thắng. Vâng, Hồng Anh trận này gì đây quá hay. Và game thủ chip boy trận này tôi nhìn lúc đầu nhìn nó vẩy ruộng tôi cũng chán, tôi bảo chắc thua rồi, chắc chán đời rồi. Bài Yamato tiểu bắn tàu siêu kỳ khủng, bài nhìn tôi nhìn thấy chưa thấy cửa thắng của BB, vâng của chip boy và Hồng Anh đâu. Đâu? Vâng, thật sự là trận này thì cũng không bò bế gì luôn, trận này tôi chưa nhìn thấy cửa thắng ở đâu luôn. Chip boy thì cũng chả thi đấu gì, Hồng Anh thì cũng thế. Bài tiểu bàn tàu ba voi hiêu về một cục chém tại nhà, BB thì mắc của mắc không có đường vào. Vâng, trận này thì thắng. Vâng, cạn lời. Tỷ số là 1-2 xe này, và đúng như lời mình dự đoán thì xe này chúng ta thắng 3-2 anh em nhá. Xe này diễn đấy, xe này bên kia diễn chắc luôn anh em, thoải mái đi. Tin này, tin tôi đi. Nhìn trận này mà đánh thắng là biết rồi. Rồi, nói vui thế thôi. Đây là một trận đấu đánh rất tốt đến từ cả đôi Hồng Anh và Chip Boy và BB và Tiểu Bàn Thầu. Có lẽ rằng chủ quan quá, tôi không tin là trận này chúng ta có thể thắng được. Ui dồi, nhìn cái lượng chém của Thầu nó có. Hồng Anh ra 2 tơn, vâng, Tiểu Bàn Thầu có tới 4-6 con chém. Ra 1 tơn cung thì gặp ngay 6 con chém của game thủ Tiểu Bàn Thầu. Sau về sau Thầu nó mang chục con chém đến. Một pha đấy tôi bảo rồi, thấy trận này tính chớp nhoáng, đánh chậm là thua ngay. Đánh chậm thua luôn. Anh em cứ thoải mái đi mọi người ơi. Và các bạn cũng đừng quên là cảm ơn đến nhà tài trợ Chín Chùm. Uống có trách nhiệm, thưởng thức Chín Chùm anh em sẽ cảm nhận được sự êm ái và chút nồng nàn của núi rừng Tây Bắc được chưng cất từ gạo nếp ngâm ủ và hòa quyện cùng hoa quả tươi ngâm trong một thời gian dài tạo nên hương vị đặc sắc của Chín Chùm. Chín Chùm, uống có trách nhiệm.
Hôm nay thì không có em Chín Chùm nào đến với Hồng Anh cả, hơi buồn. Giá như có Chín Chùm này thì tôi sẽ nói chuyện hay hơn và anh em khán giả nó sẽ tương tác hơn. Đâu đâu đâu, từ tôi sẽ quên mất chưa quay quần này. Cái gì? Nó là đúng rồi, bên Việt chúng ta là 3-4. Ô Egypt hit. Chúng ta là hit Egypt nhá, chứ không phải là Egypt hit. Hit Egypt. Hit Egypt đối đầu với nó là gì nhỉ? Greek và Babylon. Ôi, quân của trận đấu thứ hai tôi bảo rồi. Anh em tin tôi đi. Vâng, Tuần Bảo thì như Thần Bảo, trận trước mà thắng thì trận này là win chặt rồi. Và kèo này thắng, xe này chúng ta thắng 3-2 mọi người nhá. Thắng từ giờ cho đến hết kèo luôn. Thắng từ giờ cho đến hết kèo, không thể thua nữa. Trận vừa rồi là một trận đấu quyết định. Và sau trận đấu này thì chắc chắn nếu như chúng ta thắng được kèo đấu này thì chúng ta sẽ còn phải nhắc lại nhiều lần hơn nữa ở trận thi đấu thứ ba của siêu thứ hai trong buổi tối thi đấu ngày hôm nay giữa cặp đôi Hồng Anh Chip Boy và Tiểu Màn Thầu. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều, dành tay mọi người bấm like chia sẻ được không mọi người ơi? Vâng, bấm like chia sẻ cho Hồng Anh mọi người nha. Vâng, cảm ơn nhà tài trợ Pagini.vn, đồng hồ kính mắt thời trang nam, đậm bản chất, đậm chất bản lĩnh đàn ông. Kết cam kết đồng hồ được một đổi một trong vòng 6 tháng. Xem hàng, ưng thì lấy hàng, không ưng thì trả về mà không mất một xu nào. Ship hàng toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng tài trợ Pagini VN, đồng hồ kính mắt thời trang nam. Cảm giác mình đọc, mình đọc cảm giác như kiểu là mấy ông livestream bán hàng online trên mạng ấy. Đẳng cấp thật. Quảng cáo mà đầy một cái chất giọng PR quá tuyệt vời cho nhãn hàng quảng cáo. Đây là mình máy Egypt của ông anh. Quân thì tươi rồi, phải cố gắng vào bài nữa thôi. Chị Boy bên này thì sao? Quân thì đẹp hơn và chúng ta hãy cùng chờ đợi bài vờ của cặp đôi Hồng Anh và chị Boy thôi. Vâng, map của tôi chết tôi rồi. Quần đẹp mà map đang rất khoai. Chưa thấy bất cứ một cái gì dành cho cái tụi Chi Boy cả. Đúng một bầy hiêu nhỏ nhỏ về với nhà chính của nhà. À, vâng, xin nó một con voi rồi đơn. Mà mình máy game thua ông anh trong bài này cầm Egypt cũng không có đồ lô về luôn. Quần đẹp nhưng bài có vẻ hơi xấu nha. Một bài đấu mà cái đồ manh thì đồ ăn thì còn gần đủ. Nó siêu siêu nhiều. Quả đầu thì khá rộng rãnh. Vâng, quả đầu xấu hiêu đầu thì nhỏ ăn nở ép. Quả phụ thì 5 cây. Voi thì voi đơn. Bầy hiêu phụ kia dự kiến nó chỉ khoảng tầm 5 con. Quay trở lại với màn hình máy game thủ Chip Boy. Căng đấy nhá. Map đang rất khoai. Các bạn nhìn thấy là game thủ Chip Boy thì đóng một chiếc BS đầu tiên này. BS phụ, BS chay để ăn một bầy hiêu 4. Omas, 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 Omas,
Bên phía đối bạn là bài đấu mức độ bình thường thôi. Hồng Anh đang báo về là bài phía đối bạn cũng mức độ là bình thường, không đến mức quá bắc bình. Quay trở lại với màn hình máy chip boy. Chip boy vẫn đang được, Hồng Anh bên này thì cũng ổn. Ây da, ui rồi, khen thật, được, chấp nhận. Một hiệu về, à không có đồ lùa về đúng nhỉ, có đồ lùa về không? Không đồ lùa về, quả đầu xấu, hiệu đầu 4 nóng hết ăn. Và kích 13-7 của bài này, chấp nhận được không anh em? Bài này Hồng Anh em đợi, vâng, 2 bầy hiệu, vâng, bầy hiệu đầu 4 con hiệu phụ cũng 4 con nốt cho nó mát. Bài rất xấu, và gọi là bài đấu mà 8 con hiêu, 1 con voi và bãi quả phụ thì được. Được, nhưng nó lại hơi xa. Nó lại hơi xa các bạn ạ. Em đợi như vậy tôi thì tôi đánh giá là được rồi. Còn nếu anh em khán giả bạn nào khó tính thì bảo anh em gài tôi công nhận. Vì thường thì chúng ta thì ép đặt cho game thủ, đã là game thủ là phải lên đời sớm, là phải ép sớm. Mình công nhận anh em khán giả chuẩn luôn. Và trận này mọi người có khen thì cũng hợp lý, và có chê thì cũng hợp lý, vì đơn giản là game thủ thì mặc định công phải lên sớm rồi. Công lên muộn thì công đã là khán giả. Và đây gặp game thủ tiền màn thầu là người cầm baby lon. Ôi giời ơi, chọn công giáp, chọn giáp lên tí nữa đi em ơi. Cứ chọc đi cho nó nhói đi, cứ cho nó nhói đi em ơi. Đúng rồi, mò một game thủ bị chọc chéo, chọc chéo vào nhà Hồng Anh. Bài game thủ tiền màn thầu đánh cùng baby lon. Lực của ông anh đủ dốc một lờ đều và có thể kích bánh xe. Hai mươi mốt không khỏe đâu nhá, và mức độ bình thường một lờ đều thôi. Và cái quan trọng là bây giờ thì game thủ tiền màn thầu Hồng Anh dường như là mất giò à? Mất giò hay bị nhốt giò? Và đây là tê chị bò bắn bắn tê, chị bò tê bắn đi. Còn tê chị bòi 27, một bài đấu đánh bằng à thụt đến từ chị bòi ạ. Đánh à thụt trong khi tiểu màn thầu là răng rộng càng đấy. Ô đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây là cái quan trọng nhất của trận đấu này, là một tên 4 con dân đến từ cái tuyển cần thân 7E. Không cho 7E và ăn đủ 4 dân này tạo cái công tê bãi vàng. Công tê bãi vàng vâng đang ăn một tên dân này của game thủ tiểu màn thầu. Như thế này thầu nó sẽ yếu đi và game thủ vâng chị bòi sẽ là người khỏe. Nhưng anh em có thể nhìn thấy là game thủ đi đang chéo chân lực và thầu là tê có giáp. Hồng Anh phải kê thật sự khéo cũng như phải có những tình huống thi đấu tốt hơn nữa. Bài game thủ tiền màn thầu đánh dương A đấy nhá. Quánh dương A đấy chị bòi nhá. Quánh dương A. Hồng Anh phải thi đấu tốt hơn. Phải tốt hơn nhiều nữa. Thì như này thì cũng chưa mang lại một chiến thắng cho chúng ta. Sao chém mới khỏe thế? Chém 4 à? Và có sông. Hồng Anh vẫn đang một lờ đều và tiếp tục kìn ở bộ ái gỗ của game thủ Y nữa. Một lờ là rất đều khi mà nó đang có ruộng. Chị bòi đừng chết nha. Vâng, bên này thì game thủ tiền màn thầu chết khoảng 5-6 dân. Nhưng nếu như game thủ chim bòi chết thì thế trận vẫn đang cứ là cục xương cho chúng ta. Thầu không có gì cả, đánh ăn hoàng ngòm quần. Nhưng chim bòi phải là người sống. Thầu bắt đầu đẩy, nó sẽ đẩy bay được Hồng Anh. Vì Hồng Anh thằng này chỉ có 15 thôi. Không hề đơn giản một chút nào. Hồng Anh bắt buộc phải hút được bay nhà chim bòi. Hút được bay nhà chim bòi và cái tù chim. À quên, hút được bay nhà thầu. Còn cái tù chim bòi phải thủ được nhà cơ. Thằng này chỉ là 27 đến từ tù chim bòi thôi. Nhưng như vậy thì cùng hit. Điều hơn, chốt tốt hơn đi. Điều tốt hơn một chút đi. Đừng để chết, chứ không là hơi mệt đấy nha. Vẫn đang cố sóc hàng 2-3 đều đến từ chi bòi. Hồng Anh vẫn đang đi tìm đường để lọt vào được nhà game thủ tiểu màn thầu. Vài thầu không khỏe nhưng được Hồng Anh có thể sẽ chết ngay sau đây. Và bắt buộc phải hút được bay khu vực cơ sở này của game thủ chi bòi. À vâng, của game thủ tiểu màn thầu, chứ không thì sẽ là rất mệt cho chúng ta. Vì các bạn có thể nhìn thấy là game thủ chi bòi bên kia không khỏe, còn game thủ đi thì vẫn đang giữ được một lượng chém lớn. Họ đang quấy quả vào nhà game thủ chi bòi quá nhiều. Vâng, thằng này chi bòi 26 về mà gần như là không có cái gì nhiều. BB thì tham này không biết thời này bao nhiêu. Họ là muốn ộp, và theo như Hồng Anh báo về thì Hồng Anh cũng đã lọt được nhà chip boy để Hồng Anh lọt vào nhà thầu để cho thầu yếu đi. Thì chip boy phải tụ được nhiều quân hơn.
biết rằng cùng ít có giáp nhưng em để tân nhìn thấy là những con chém 150 máu. Hồng Anh đã báo về thủ là thắng. Hồng Anh đã báo về thủ thắng vì Hồng Anh đang chém cả hai nhà, bay game thủ tiểu bàn đầu và cũng đang có những tình huống chém được vào nhà cả của game thủ BB nữa. Nhưng cái vấn đề là game thủ đây rồi. Đây là những con dân ăn gỗ đến từ game thủ tiểu bàn đầu nhưng thầu không để những tình huống này thơm luôn. Hồng Anh đang chém hai nhà. Nhưng cái vấn đề là game thủ Thịt Bòi phải giữ được tham, phải giữ được nhiều cùng thì thật mới thắng được. Về được thì không thì chưa mọi con quân đi. Nhiều quân thế. Có cùng là được. Hồng Anh vẫn có thể chém được. Và game thủ tiểu bàn thầu chả còn gì đâu. Nhưng cái vấn đề là game thủ chiếc bọn thủ thám rất sâu xuống. Và bây giờ game thủ đi quay để bắt hết chém của tiểu bàn là xong. Thế trận họ quá dễ đánh. Game thủ tiểu bàn thầu giữ được nhiều cung hơn. Mà mùi thường đầu thầu mới là người chết nhiều hơn. Nhưng thầu là người giữ quần tốt hơn so với thủ chiếc bòi. Và chiếc bòi thằng này chỉ vòng 17. Vẫn cố đánh được. Cố đánh được vẫn đang sắp được một khoảng 1 đến 2 A đều đến từ chiếc bòi. Timeline. Và game thủ BB nó vào khoảng vâng tiểu bàn thầu vào khoảng 25. Hơn game thủ chiếc bòi khoảng tầm 7 tham đến 8 tham gì thôi. Nhưng thế là một thế khó. Nếu như không có một tình huống đánh hay hơn nữa thì vẫn là thua. Vì các bạn có thể nhìn thấy là vâng game thủ BB vẫn là giữ khoảng tầm 5 con chém. Còn game thủ tiểu bàn thầu thì đang cúp đông cùng hơn. Game thủ chiếc bòi và đông cả dân hơn. Khó quá. Vâng tỷ số là 1-3 trong xếu này không cưỡng nổi. Vâng khi mà bên phía đối phương thì còn khỏe. Rất đáng tiếc. Bàn thầu nó còn không lên đời kìa. Một ba trong siêu thứ hai, chúng ta cùng chờ đợi trận đấu đầu tiên của siêu thứ ba. Cùng chờ đợi trận đấu đầu tiên siêu thứ ba thì là không bật lại được rồi. Quần đẹp hơn, lên sớm hơn nhưng không bật được. Và sẽ đến màn hình máy quay quân ngay sau đây. Vâng, đang gặp tương đối nhiều trục trặc, thua sấp mặt mất 2C rồi. Vâng, cửa thắng ở đâu bây giờ? Bây giờ là cửa thắng của chúng ta ở đâu? Vâng, quân chúng ta là... Vâng, 16 là Zom. Zom Gzik. Bên phía đối bạn là Panper. Vâng, Panper đối đầu với Zom Greg, quân chúng ta yếu thế hơn trong trận đấu đầu tiên của sứ bà này. Vâng, màn hình máy Greg đến từ game thủ Hồng Anh. Vâng, liệu rằng có thể cầm Greg đâm hết cả bản đồ hay không? Và chiếc bòi liệu rằng có thể lên sớm để cần ít nhất một nhà. Và nếu bài một người đối phương bài sâu thì trận này chúng ta có một cửa. Trận đấu đầu tiên của sứ bà trong buổi tối tiên đông hôm nay vẫn tạm thời đang sấp mặt mất 2C. Homus, Alamaz, Homus.
Đấu con đỏ. Đấu con đỏ. Donna E. Oklahoma. Alamaz. 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 Rogan. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Alamaz. Rogan. Alamaz. Oklahoma. Ice. Alamaz. Vâng, con dô man đến từ vị trí của game thủ chí bòi. Đã bắt đầu một bãi quả đầu thấy hơi muộn. Hiệu đầu thì khoảng tầm 5-6 con trên đường đá về với nhà chính của nhà mình. Màn hình máy game thủ Hồng Anh cầm Gorex. Có quả phụ bài Hồng Anh cân một nhà. Bài Hồng Anh sẽ cân một con pearl hoặc một con pan. Tôi đang xì cho Hồng Anh để cân một con pan đi. Việc còn lại của chí bòi cân với con pearl đi cho dễ thở. Nếu như con pan đối phương yếu mà không lên được bánh xe thì chúng ta sẽ dễ đánh hơn. Chứ nếu đội bạn một bài khỏe thì rất dễ họ có thể đánh chuyển thẳng cung A. Đánh thẳng cung A và pan đánh chém. Và pơ đánh chém sau đó là pơ pan sẽ về thế. Có cung đờ để bắn phủ. Và sẽ có một người chuyển cung A, đó là quân của đối phương trong trận đấu này. Và trận thi đấu tiếp theo của C đấu thứ 3, trận đấu đầu tiên. Thua mất C1 để thua với tỷ số 0-3, C2 để thua với tỷ số là 1-3. Vâng, cảm ơn công ty cổ phần du lịch BND, nhà tài trợ vàng cho giải đấu AFF Cup năm 2020. Vâng, công ty du lịch BND chuyên tổ chức tour du lịch, đặt phòng khách sạn, tổ chức sự kiện, đại lý vé máy bay và dịch vụ thuê xe. Vâng, công ty cổ phần du lịch BND hân hạnh tài trợ chương trình này và game thủ Hồng Anh trong trận đấu này gần với Bi. Và Bi là người cầm Taliban và Hồng Anh sẽ cân với con bàn này, cân hoặc khỏe hơn con bàn để việc cho game thủ vâng, Chipboy sẽ cân với con bơ. Vâng, Zoman cân với bơ tôi nghĩ là cân được, chúng ta có thể thủ phù. Vâng, kiểu như mất một bầy hiêu như này và gần như vậy thì tôi không nghĩ rằng là con bơ xe của bạn có thể dám đánh thẳng cung A đâu. Vâng, bắt buộc chúng ta phải thắng, phải thắng ở xe đấu này, chứ nếu thua xe đấu này thì chắc chắn chúng ta thua mất cái chung cuộc rồi. Và đánh những xe đấu tiếp theo thì chỉ mang yếu tố thủ tục thôi. Zoconta, Holmes, Donna E, Donna Alamaz, Donna E, Alamaz, Zoconta Alamaz, Holmes, Donna E, Holmes, Holmes, Colorigan, Zoconta, Rogan, Zoconta, Zoconta, Donna E, Yuri, Zoconta Alamaz, Alamaisa, Alamaisa, Donna E, Colorigan, Alamaz, Donna E, Holmes, Rogan, Alamaz, Alamaz. Theo bảo vệ là bên phía đội bạn có pơ xấu. Hồng Anh sẽ cân với bạn. Việc còn làm của chiếc bòi đó là cân với con pơ. Màn hình máy game thủ chiếc bòi 23 một bài đấu mà có lẽ rằng game thủ chiếc bòi rất nhiều vòi này thì vẫn sẽ cân được với con pơ thôi. Và sẽ cân được pơ, mặc dù pơ cũng sẽ là người đi sớm trong trận đấu này. Hồng Anh soi báo về là bên phía các bạn là bài đi dò khá nhiều. Chưa nhảy đời và pơ xiang của thầu đánh thẳng cung A. Pơ xiang của thầu đánh thẳng cung A trong trận đấu này nhá. Chi bò phải những tình huống đi công chuẩn xỉ đấy. Công phù mạnh lên vì kiểu gì con pan nó sẽ sang kê. Và bài chi bò kích cũng khá sớm với đầu 10. Game thủ Hồng Anh trong buổi này thì sao cũng kích đầu 10 luôn. Vâng, chúng ta một là giết chết con pan, hai người cùng chọc chết con pan. Vâng, chọc chết con pan sau đó là chiếc bòi công phù lên con pơ thì tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn so với việc mà muốn đẩy con giò vào người cầm pơ. Bài này tôi đang thích một bài mà tụi chiếc bòi sẽ người chọc cùng với Hồng Anh để giết con pan. Pan yếu, sau đó là chiếc bòi công phù lên nhà người cầm pơ xem đánh cung A sẽ hợp lý hơn. Chém phải công phù đội bạn sẽ không thủ được. Điều rằng game tụi chiếc bòi sẽ đánh kiểu gì đây. Và chiếc bòi đang muốn chọc thẳng vào người cầm pơ. Bài Persian của thầu là bài giật hốc. Giật hốc. Màn hình máy game thủ bay bữa này thì sao? Thế là Bi cũng đã bắt đầu có chọc rồi. Bắt đầu chọc một tơn nhẹ đến từ Bi.
Thằng này 22 thôi. Chị Boy làm gì chưa? Công vào và liệu rằng có công được hay không. Game thủ tiền mặt thật đã bỏ bỏ rất dày. Đỏ có lạc đà đầu tiên. Đỏ có lạc đà đầu tiên này thì game thủ chị Boy vẫn đang có thể thi đấu được, nhưng lại không có tình huống công. Công đang hơi thấp. Nó tạt rồi, tạt phú mất một con rồi. Hồng Anh thì vẫn đang khỏe. Nhưng chip boy bên anh này như thế nào đây? Không công sớm là con Persian lên xong cung A là hơi mệt đấy. Bây giờ thì Pamidan có thủ phù và có cung R. Quay về đánh phù thủ, kệ con Persian của game thủ tiền màn thầu. Hồng Anh tầm này 34 đánh thế to đi, giết chết hẳn con Pan đi. Phù dân. Vâng, phù dân, chúng ta phải đánh thế châu. Không công nữa thì phải đánh thế châu, vác hết dân về, vác dân về chứ. Phù được con dân nào thì nó phải vác dân về mà thi đấu chứ. Phù được con dân nào của đối phương vác dân về thi đấu. Chị bò bên này chuyển sóng đơn sang bên này, giết chết game thủ cầm ấy đi. Chuyển sóng đơn, giết chết con Pan này đi. Cô lập con bơ, không đánh con bơ đi thôi, bỏ đi. Không được đánh con bơ nữa thì bỏ đi, quay sang và đánh con ban. Vâng, Hồng Anh đã bảo game thủ chỉ bỏ lùi lạc đà lại. Và ăn được tân phù thủy này của game thủ màu 3. Vâng, game thủ màu 3 này vẫn đang có những con lạc đà nha. Vâng, mình đánh thấy châu ra ruộng đi chip. Thằng này của chip đang là 26. Tham lai 26 đến từ con rô man đến của chip boy. Và các bạn thì nhìn thấy là BB bây giờ bắt đầu không xong những con. Vâng, không xong những con lạc đà nữa. Phù. Thằng này phù chuẩn. Phù chém. Ồ, được. Được mấy con? Vâng, được có một con thôi. Được có một con thì cũng đủ để thi đấu trong tình huống này. Đến từ chip boy, tham lai chỉ là 24. Nhưng thầu đang người khỏe. Hồng Anh báo về đội bạn đã chết. Châu lên, ra mạnh ruộng lên, châu lên. Vâng, tiểu màn thầu bây giờ có năng có đẩy hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Vâng, Hồng Anh bất tình lình lọt một tên rất chí mạng vào nhà tiểu màn thầu. Có một trận đấu mà cũng nhẹ nhàng làm cho thầu cảm thấy yếu và lượng quân của thầu tôi nhìn thấy không đông. Nó đẩy à? Vâng, chị Boy báo về nó đẩy, thằng nào ở nhà ít quân vậy.
Vâng, tên này chơi được không? Phù là chơi được đấy. Phù là chơi được. Vâng, gọi gọi nhau đi, phù là chơi được đấy, chơi. Phù đi, phù là chơi được, anh em để đấy, phù là trái đi, trái đi. Chơi được, chém e. Rồi tập trung, tên này bắt tên này là cầu yếu đấy. Năm nay chỉ còn 15 đến 9 thôi, phải liệu rằng chính có những tình huống ngồi được không? Và bắt xong tên này rồi bạn cũng sẽ không khỏe đâu. Năm nay 15. Còn bạn một tấn đấu và bình nghệ thủ vi tan ngược lại với con lạc đà với con xưa sắp bớt lẻ. Còn bạn tấn 30 như thế này là một cái chân và cái chủ tiền bắt đầu. Còn không có nhiều quần thì họ cũng sẽ là người to hơn chúng ta. Với bị bắt mất khoảng tầm 15 phần cùng à. Vẫn đang hơi căng. Vẫn đang hơi căng các bạn ạ. Thì bò phải hồi được cơ. Hồng Anh thì vẫn đang tròn ruộng. Vẫn đang tròn ruộng đến nở. Nhưng cái vấn đề và cung A tiếp tục dồn lên kìa. Tiếp tục một hai con cung A nữa đến từ vị trí của tiểu mặt tàu đang dồn lên. Chém 2 chưa có chém 4. Số là 01 xíu thứ 3. Không cưỡng nổi. Bài thầu tiếp tục không lên đời. Hơi đáng tiếc. Chúng ta sẽ đến màn hình máy quay quân. Bật cam rồi nhé. Chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ hai của số 3. Sẽ quay quân. Bây giờ phải có một tình huống thôi rồi đánh yếu hơn thì bây giờ chúng ta cần quân mắc bình vậy. Rồi bây giờ là Seng và cái gì đây? Mong rằng chúng ta sẽ là con số 8. Seng vâng 814 815. Vâng 85 86. Và chúng ta là 13 và 14 Minper. À đâu, 75. Và nó nhảy quân. 75 là Sampan. Rồi tươi. Đội bạn là Per Baby. Họ là Per Baby, chúng ta là Sampan. Rồi trận đấu đầu thứ hai của số 3. Vâng, tổng tỷ số đang thua với tỷ số là 7-1 ạ. Vãi trưởng. Thua SML luôn. Và liệu rằng có thể bật lại được thần thánh hay không? Bây giờ thật sự chúng ta chỉ mong muốn rằng gỡ được xe nào thì hay xe đấy. Gỡ được xe nào thì hay xe đấy. Chứ cảm thấy ngày hôm nay thì đang hơi yếu đuối. Trận thứ này thì quân chúng ta đánh giá là dễ đánh hơn rồi. Và quân gọi là tươi hơn. Xăm thì chắc chắn hơn Babylon. Paper và Ban thì cân phớ. Trận thứ hai trong số 3. C1 thua 0-3, C2 thua 1-3, C3 chúng ta đang thua vâng 0-1.
Một bài yêu đầu có 6 con là được Hoàng Anh gấp rút đá về. Mong rằng cái tuần anh trận này thì Hoàng Hiếu bay và đá về nhanh để có thể thi đấu tốt hơn. Và phải chất chặt đứt cái dây thua này thôi chứ thua sâu quá. Và chiều nay Hồng Anh chính mạnh đánh cái bì thầu thì thắng trước AEC. Vâng, sau đó là C bằng AEC bằng gì? Hai đường với C. Hôm nay thì Hồng Anh chip boy thì đang để thua sấp mặt trước tiền thủ tiền mặt đầu và bì với tỷ số là khá sâu đậm. Chả có nhét vâng bệnh lại khỏe hơn chip boy. Đá bầy yêu về và tiếp tục đi dò thêm đồ dành cho game thủ Hồng Anh và quay trở lại mình máy game thủ Chí Bòi cũng đà một con voi câu về. Bài đang khá rộng, một đôi voi câu về với nhà chính dành cho Chí Bòi. Cần đặt và con voi quay đầu mất rồi. Hồng Anh là người gấp bàn. Điều đầu 7 đã trọn vẹn và rất đẹp tại nhà chính, có quả phụ. Và dường như quả phụ là 6 cây dành cho cái tùa banh rồi. Và cảm ơn công ty cổ phần xây dựng VRO, nhà tài trợ bạc cho giải đấu AFF EU Cup. Và công ty cổ phần xây dựng VRO, sàn phẳng, lõi xốp vượt nhịp lớn, cách âm cách nhiệt, phù hợp cho tất cả các hạng mục công trình. Quả đầu 6, quả phụ 6, hiêu đầu 7 dành cho anh. Bài này thì tạm thời thì đủ đồ. Và 19 tấn thì phải dò thêm một đồ ăn nữa. Phải 19 tấn thì phải dò thêm một đồ ăn nữa rồi. Chứ như thế này thì lại hơi yếu. Đã như có một con voi nữa thì tươi. Một con voi nữa thì tươi hoặc 18 tấn thì tươi. Hoặc là quả đầu 7. Nhưng rất tiếc là quả đầu chỉ có 6 cây, quả phụ 6 cây tươi rồi. Và 12 cây quả 7 con nhiều. Bài này có chăng thì vắt cố thì lên được đời. Nhưng vâng xin được con giò và hết sạch đồ luôn. Hôm nay đang muốn vắt chỉ có bằng này thôi. Ép cố bằng này đổi có thể lên đời. Lên đời xong thì chân lực ra ruộng. Bài hôm nay yếu thì game thủ Chí Bòi phải cơ cấu cho cận thận trọng. Vì bên phía đoạn có pơ. Chí Bòi là một bài đấu mà đóng một bì yêu đầu. Và có 3 con voi về bên chính yêu đầu thì vâng đóng S. Ăn một bài yêu phụ thì đúng hơn. Còn bây giờ bắt đầu mới đá bài yêu đầu về gần chiếc BS đầu tiên của mình. Và thế bài của game thủ Chí Bòi cũng không đẹp. Kích cỡ 8-27 với 25 dân. Đúng là một bài đấu mà quấn chân lực để lên đời. Quấn chân lực đánh một thế bài chúng ta bắt quân đối phương. Thêm một cái ruộng nữa. Ô, chụp trên tôi. Vâng, đúng con T công vào tại khu vực này. Tức là càng đấy vì họ có giò tại khu vực này rồi. Vâng, có giò và có T công lên luôn. Rất thốn. Hai mươi trên 24. Từ nguyên mất khoảnh ruộng Hồng Anh đã yếu đi rất nhiều. Bạn chỉ có thể thi đấu với một con lạc đà thôi. Vậy rất nhiều e để có thể bắt được con tê. Rất khó chịu với một tê một giò các bạn đã công lên. Tê có giáp đến từ game thủ tiểu bàn thầu. Chị bò cho buổi này làm cái gì? Vâng, bài game thủ tiểu bàn BB là rất bắc bình các bạn ạ. Đến thời điểm này BB vẫn chưa hết quả đầu.
phút thứ 13 mà quả đầu vẫn còn 4 cây. Còn bây giờ đến nơi xong thì quả đầu tụt xuống còn 2 cây. Chứng tỏ là bài thủ Bibi là rất nhiều động vật. Nhà chính không có. Hay là bài Bibi đánh bài tàu nhỉ? Đánh tàu rồi. Khả năng một bài đầu đánh tàu đến từ Bibi. Vâng, phút thứ 14 chạy tới nhà mà game thủ Bibi vẫn còn 4 cây quả. Trong khi ở nhà chính không có một xác động vật nào. Khả năng một tên đánh bài tàu đến từ game thủ Bibi. Và khoai. Vâng, 0-2 trong xếu thứ 2-3. Vâng, đánh như bố đánh con luôn. Vâng, quay quần thôi. Càng thích nhỉ. Chưa quay. Nó pơ đấy cả. Ở về bên phía chúng ta là 14 là pơ. Chúng ta là pơ. Vâng, pan pơ. Pan pơ đội bạn là pơ Greek. Vâng, quân đang tiếp tục đẹp hơn. Quân đẹp hơn trong trận đấu. Và trận đấu chung kết cả 3C chúng ta đều dẫn trước với tỷ với một cái tỷ số rất sâu đậm, đó là 2-0 dẫn trước trong một kèo đấu chạm 3. Quả đầu quả 7 dành cho ông anh và bài Cooper. Màn hình máy game thủ Chip Boy là người bàn cũng một bãi quả đầu 7 cây nữa. Trận thi đấu vâng chung kết đầu tiên của chúng ta ở số 3 cảm thấy rằng đang khá là cục xương. Liệu rằng cặp đôi ông anh và bài game thủ thì Chip Boy có thể bật lại được ở CEO này để chúng ta mơ về. Vâng, chỉ mong rằng ngày hôm nay thì hòa C thôi. Đang chỉ mong rằng hòa C. Từ một kèo đấu mà chúng ta hưng hực khí thế để một chiến thắng thì bây giờ đang mong rằng là có chạm về C. Bài đấu mà game thủ cầm Taliban Chip Boy không có hiểu lùa về, nhưng bù lại thì có một đôi phôi. Không anh trong này thì báo về là đồ ăn cũng bắt đầu ổn ổn.
Vâng, đang bị Yên Thủ Tiệm Bàn Thầu sang phá hiểu tận nhà chính. Vâng, không hiểu mát kiểu gì mà thầu chạy từ 3 giờ chạy tận vào đây thế này. Chạy kiểu gì mà chạy phiền vào đây được nhỉ. Vâng, chạy rất gấu đến từ Yên Thủ Tiệm Bàn Thầu. Nhưng lúc đầu là con Nhiêu nó chạy từ chỗ BE này đấy. Chỗ BE nó đóng đấy. Khả năng chưa gần bãi quả phụ này có một bao nhiêu phụ đấy. Vâng, Hồng Anh gần nhà Yên Thủ Tiệm Bàn Thầu và thầu chỉ là con Rick thôi. Chỗ này ra bãi này đóng cái đờ. Úi rồi. May quá, bú được, Z dân vào là bú được. Và Z 4 dân. Thôi sẽ ôi rồi, đây mới là một tình huống định mệnh. Đây rồi, bài đã là mắc mình dành cho Tiểu Bành. Với chất quân như này và Grick dành cánh. Hỏng rồi, thế này là câu kiểu này là gặp, nó nhìn thấy rồi. Nó nhìn thấy. Vâng, phải câu làm sao để cho bạn không nhìn thấy cơ. Chip boy cầm bàn. Một tình huống chỉ dân sai của Thường Phanh con dân. Không hiểu ra đang chạy đi nó lại quay lại và dường như chỉ sai nó quay lại đường vực đấy thì phải. Chỉ sai hướng nó quay lại đường vực. 743 với 25 dân trừ 1 dành cho game thủ Hồng Anh. Hồng Anh câu thêm được con voi này về nữa thì em sẽ thi đấu tốt hơn. Trong khi bên kia kiếm thủ chiếc voi, tôi nghĩ là vẫn sẽ lên đời sớm. Bài đoàn là bài xấu đấy, không đẹp đâu. 28-22% thì lấy đâu ra mày là bài đẹp được. Bắt đầu cảm thấy là điên lắm rồi đấy. Tôi thề luôn là tầm này bắt đầu cảm thấy là rất là cáu rồi đấy. Và bên phía bạn là máu 4, game thủ Tiểu Bàn Thầu gặp Brick thì chưa nhảy đời. Và đánh nhiều dân, khoảng tầm 26 dân. Hồng Anh kích 10-02 với bài 25 dân trừ 1. Vẫn chưa nhảy đời. Và chip boy bên này thì sao? Vâng, bài này thì vâng, chip boy mà lại để chết chứ con Pumper thì nghe nó mới là điều này. Vì đơn giản là con Pumper đời không sớm mà chip boy là bài đấu khá ổn, lực đang khá khỏe. Vâng, lực khỏe luôn. Còn bãi quả phụ vẫn đang ăn dở. Tí nó cuốn ruộng tới đấy thì khá kín. Bãi vàng bo xong, thủ phù. Bài bạn không quân chống phù. Trận này mà còn không thắng được thì chưa nhìn trận nào thắng và thầu vẫn đang đầy một kìa. Vâng, nổi lửa lên em kìa, bài đấu Tiểu Bàn Thầu là do lỗi voi ngay gần nhà. Vâng, trận này thì thua thì xin phép thua đủ 5C luôn cho mát. Vâng, quyết rồi. Tỷ số là 1-2 cho xíu này. Vâng. Ông chip boy quay ra bảo bài với nó hai thằng mắc bình đấy. Tôi đến ạ, à, ông chip boy rồi tôi. Cảm nhá. Ta đi. Vâng, các bạn ạ, thật sự là cạn lời luôn. Ui giời ơi, thấy nó đánh 2-2 với 2-3 dân. Ông chip boy quay ra báo Hồng Anh bài nó cả hai thằng mắc binh đấy, cẩn thận đi. Và đến với trận đấu tiếp theo. Quay quân thôi, phải thắng C này, chứ thua C này thì chắc là thôi, tạm biệt chị mến. Vâng, bên phía chúng ta là hai Summer, họ là Baby Egypt quần cân. Vào trận đấu chung kết tiếp theo cho cặp đôi bên phía team Hồng Anh và Chip Boy. Quân cân rồi. Vâng, chờ đợi bài. Một trận đấu mà cứ tưởng rằng chúng ta là người cửa trên nhưng thật sự thì anh em có thể nhìn thấy thua đang tương đối ích và mồm luôn. Một bãi quả đầu thấy sớm dành cho game thủ VRO Hồng Anh. Và xin cảm ơn nhà tài trợ công ty
cổ phần xây dựng VRO, nhà tài trợ bạc cho giải đấu AFF Cup năm 2020. VRO sàn phẳng, lõi xốp vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt phù hợp cho mọi công trình. Summer dành cho Hồng Anh trong trận đấu này và quả đầu tiên cực sớm gỗ đầu thì cũng ok. Bài Hồng Anh khả năng đánh chém, chị bò có đánh cùng đấy không? Đội bạn là dò rất rộng nhá, một người 5%, một người 6% mới thấy quả. Bài chị bò mắc mình đánh cùng, Hồng Anh đánh chém, hai người thấy quả sớm rồi, ok. Và cố gắng thắng trận này đi, thật sự thì chỉ mong thế thôi, tôi chỉ mong thế thôi. Và con Summer đến từ vị trí chị boy không thấy đồ lùa về, nhưng thế đấy cùng được có một con voi câu về từ khá xa. Mà hình máy game tùa mạnh trong trận đấu này thì xa có một đôi voi câu về là tốt rồi. Và liệu rằng đồ ăn đồ uống ra sao vì em sẽ là người đánh chém để cho game thủ chị boy là người đánh cùng bắt buộc phải thắng vào ở trận đấu này để chúng ta mơ về một cuộc đi lội ngược dòng. Anh em thể nhìn thấy cái bãi quả phụ của Hồng Anh này, có như không luôn. Bãi quả phụ nhìn thấy có mà như không, có mà quả phụ nữa cũng thế luôn. Và hai bãi quả phụ đều xấu cả, và mong rằng bãi quả phụ ở giữa bản đồ sẽ ăn được dành cho cái thủ Hồng Anh trong trận đấu này. Vâng, sẽ có chỗ đóng để gờ, chứ nếu mà nó không có đóng được gờ thì đúng là nhọ. Vâng, họ đóng được, đóng được, đẹp luôn, đóng đẹp và quả phụ 6 luôn. Quả đầu 6, quả phụ 6 gần nhà máu 2, game thủ tiệm bàn thầu cầm máy zip. Tàu là người 6% thời điểm đầu thấy quả, màn hình máy chip boy cũng có quả bên này thì bài chị bò cũng có thể lên đời rồi. Có một voi câu về, bài yêu này mất rất nhiều thời gian để đá. Chị bò đang cố gắng đá về vì nó chỉ có 4 con, không muốn đóng hết. Donna E, Alamaz, Isa, Alamaz, Isa, Omas, Isa, 27. Và quay trở lại với Hồng Anh thì mong rằng Hồng Anh có thể tan được một đôi Rubien. Vâng, hiệu đầu 7 con đóng hết ăn. Vâng, thì ra đây chính là game thủ tiểu màn thầu. Một trận đấu mà thầu gần như sẽ là người không nhảy đời các bạn ạ. Thì bây giờ bắt đầu mới đóng máy quả phù nén chay khi mà Hồng Anh ăn hết 3/6 cây rồi. Và quên, đúng rồi, 3/6 cây và chỉ còn 3 cây, và 3 cây này thì Hồng Anh cũng đã vớt được khá nhiều. Bài cái gì 30% nó chết rồi đấy, cùng rồi 30% đánh chém chém khỉ à. Vâng, bài đấu anh kích 13-3 với 22 dân của mình ép cố hai Summer mà. Ông ngáo, chị bòi ngáo thật đấy, cẩn thận thằng Bi chọc mày đấy, tao Summer nó không chọc đâu, ngáo vừa vừa thôi. Ờ, quyết luôn đấy, hai đều, ông chị bòi này ngáo thật. Ông Hồng Anh vừa đánh vừa bảo
Ông chiếc boy quen đã bảo ông anh là mày cẩn thận đấy, không tao cầm summer nó không trọng tao đâu. Rõ ràng là bảo hai summer từ đầu rồi. Mặt xe này thì mới có xe được xe 4, chứ nếu thua xe này thì chắc là thôi. Tạm biệt chim mến. Bật thôi anh em ơi, thắng xe này thì mới chúng ta mới mơ về cuộc đi bật lịch sử. Thắng xe này để tinh thần lên cái nào. Thôi kèo yếu hơn thì quân cứ đẹp hơn đi tí cũng được. Bây giờ chúng ta cứ có con 8 là vui rồi. Cứ phải có cái số 8 anh em ạ. Cứ phải có cái số 8 thì chúng ta mới vui được. Quay thôi, phải có con số 8. Anh em để ý con số 8 nhé. Con số 8 là con quan trọng nhất. 4, 5, à 1, 4, 5, 8, 13 cho Son Egypt. Đội bạn là 4 là hit, hit, hit mark. Họ quần đẹp hơn. Chúng ta là cho Son với Egypt. À đâu, chúng ta là 28. 28 là baby và siêng. Tức là nhìn nhầm anh em ạ. Baby siêng. Nó nhảy yes. Anh em ạ. Làm gì nó đánh? Lấy đâu ra ông chị boy lại gạ nó đánh 7C đi. Nó thắng C này thì chắc chắn nó không bao giờ có chuyện 7C đâu ông ạ. Bao giờ hai đều về C lúc đấy thì hãy gạ 7C. Và chị boy đang muốn là gạ 7C. Và bây giờ thì chắc chắn là cả kể là bao mình luôn. Chẳng bao giờ tôi phải đánh 7C làm gì cho khổ. Nếu mà thắng C này thì tôi chỉ đánh 5C. Thua C này đến hai đều thì lúc đấy bắt đầu mới tùy hứng được. Cầm Xiang và Babylon và quân chúng ta mà có Xiang là có lợi thế. Có Xiang là có lợi thế mọi người ạ. Chị boy cho bọn này cầm Babylon. Và cái thủ của anh là người cầm Xiang. Một bàn đấu mà thường anh phải là người chém thật tốt. Chém thật tốt để tạo động lực cho các đồng đội của mình. Đó chính là cái chị boy có thể thi đấu tốt hơn. Vâng, cảm ơn công ty cổ phần du lịch BND, nhà tài trợ vàng cho giải đấu AFF Cup năm 2020. Vâng, công ty cổ phần du lịch BND chuyên tổ chức tour du lịch, đặt phòng khách sạn, tổ chức sự kiện, đại lý vé máy bay, dịch vụ thuê xe, đẳng cấp lịch sự và sang trọng. Đây là mình máy Kenny Seng đến từ ông anh. Quả đầu thấy sớm, hiêu đầu hiêu to. Vâng, hy vọng rằng ông anh trận này có thể chém thật sự tốt. Vì quân chúng ta có Seng nó có lợi thế rồi. Babylon thì yếu nhất nhưng không sao, có Seng bổ trợ. Bài chiếc bộ đang ngồi hiệu 4 đã về với nhà chính của nhà mình. Thế bài đang hơi xấu. Vâng, nhưng đồ ăn đang được. Một hiệu 4, một đôi voi ngay gần nhà và quả đầu là quả 6 dành cho chiếc boy, được đấy. Ông anh thì sao? Bài quanh được rồi, đủ đô. Chưa thấy quả phụ thôi, nhưng bù lại thì đã có hai bảy hiêu to, ba bảy hiêu to và một con voi. Một hiệu 7 về với nhà chính, một con voi về. Alamaz, 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 Alamaz,
23 đến từ ông anh, 27 hiệu to, 27 hiệu 7. Một con voi, một bãi quả đầu thế sớm. Bài này chắc chắn cái tưởng anh là người kích 9 rồi. Cố lên. Có xiềng là chúng ta phải có cái độ lợi hại để mới có thể thi đấu khỏe trong trận đấu này được. Vâng, cảm ơn công ty cổ phần xây dựng VRO, nhà tài trợ bạc cho giải đấu AFF Cup năm 2020 và là nhà tài trợ. Vâng, là người đồng hành cùng với team Thái Bình cho đến giải AFF lần này. Vâng, công ty cổ phần xây dựng VRO, sàn phẳng, lõi xốp, vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt. Vâng, phù hợp cho mọi công trình. Một bài đấu của mà game thủ trở lại với trận đấu này, Hồng Anh sẽ bắt đầu kích 9 rất sớm, nó vào khoảng tầm 9 phút bao nhiêu. Vâng, 9 phút 20, lực siêu siêu khỏe dành cho Hồng Anh. Vâng, 9:21 giây, gần vào 1 BB và BB cầm hit, Hồng Anh gần max đây. Khử con max trước đã, khử con max trước. Game chip boy báo, ui, vâng, bộ bài game thủ chip boy bắc bình trận này, cố lên, không thể thua được nữa mọi người ơi, cố lên. Vâng, thua từ nãy giờ, thua 2C, tôi bắt đầu cảm thấy choáng rồi. Và bài này trận này, một trận đấu bằng thủ chip boy 25 dân, kích khoảng 10:30 dành cho người của Babylon. Không ai nhảy đời trong map này. Vâng, 10 vẫn chưa nhảy đời đến từ đối phương. Ông anh bỏ qua hit luôn, ông hit thì là giữa tận bản đồ. Nhầm đi chứ. Vâng, tầm 2 khả năng nghe 1 giờ rồi. Con giò công giáp đầy đủ chọc, khả năng BB không nhảy đời luôn. Quýt luôn, quýt. Tỷ số là 3-2 trong xíu này. Vâng, dẫn trước, kèm bị dẫn trước hay không và bật lại 3-2. Vâng, số trời đã định. Số trời đã định. Hôm nay chúng ta sẽ thắng 3-2 về C. Đó là điều mà tôi mong là như vậy. Map tịt cho đối phương rồi. Trận đấu 3-2, vâng, may quá thì gỡ được C này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiêu trận đấu thứ 4 trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu đầu tiên của số 4 trong buổi tối thi đấu ngày hôm nay. Và sẽ bật 3-2 về C, tin tôi đi. Tin tôi đi anh em, bên phía chúng ta là gì? Vâng, quần nó hơi nhảy đinh tinh tí, năm có pan, pan xăm đấy. Quần bà tịt luôn, baby và min. Baby min thật tịt thật này. Chúng ta là pan xăm. Đúng rồi, pan xăm. Bên phía đoạn là min của thầu và baby lon của bi. Chị boy là người cầm pan. Hồng Anh cầm xăm, pan xăm đối đầu với Baby Min. Quần đẹp hơn rồi thì cố mà thắng đi. Vâng, thắng đến C này đi, được lúc đấy thì gạ 7C thì gạ được chưa. Nhưng vâng, đánh 7C là đến C thứ 6 là Hồng Anh nó tàng hình ngay. Vâng, anh em khán giả vẫn hỏi là tại sao Hồng Anh yếu đến như vậy. Nhưng mà thật sự thì anh em khán giả không biết là Hồng Anh đang mang trong người là trọng bệnh. Đang mang trong người trọng bệnh. Nó cứ vâng, khán giả lại hỏi là mọi người thường có câu hỏi là tại sao Hồng Anh cứ đánh kèo lại nghỉ kèo. Vì Hồng Anh nó đánh 2 ngày thì nó phải nghỉ 1 ngày để vào viện để truyền. Đơn giản là đôi khi thì nó cũng không thể phục vụ anh em được. Đấy là hôm nay thì mình tiết lộ cho anh em biết vì trong mình Hồng Anh đang mang trọng bệnh. Chị đi. Chị bò đó về là quả xấu. Rogan, Donna, Rogan,
Một bàn đấu mà game thủ chỉ bòi quả đầu xấu thôi, hỏng rồi, căng đấy nhá. Còn pan này phải đấu chắc chắn sẽ lên muộn. Còn bạn cứ chuẩn bị tâm lý là bài pan này sẽ kích khoảng tầm mắc binh lắm. Tính thời điểm này thì có lẽ rằng đời 2 cũng sẽ là khoảng tầm 8-20. Đấy là kích sớm lắm, đầu 8-20, Hồng Anh cứ chuẩn bị tâm lý. Đây là bài đấu cầm pan sẽ kích ở đầu 11 đi. Game thủ Hồng Anh trong bộ này thì sao? Cầm Sumerian thì đang có một bài yêu đầu, 6 con đã về và quả đầu thì thấy sớm. Một bài đấu mà kinh thường anh gần báo về gần min one và thêm một đôi voi nữa dành cho em. Ok đấy. Ok, và các bạn có thể nhìn thấy là một bài đấu mà game thủ Hồng Anh cũng đang gọi là ép cố để đời vì không có quả phụ. Hiêu đầu về, hiêu phụ 5 con, một đôi voi về. Bài gọi là ép tròn đồ để thế đến đời thôi. Quay trở lại với màn hình máy chip boy với bài cầm ba tan 17 dân. Chắc là kích đời 18% bài game thủ chip boy kích khoảng tầm 8-30. Kích khoảng 8-30 có quả phụ thì nó vẫn thi đấu được, nhưng chẳng qua sẽ không lên đời sớm thôi. Bài chị bòi khỏe đấy, siêu khỏe luôn đấy. Cố gắng thắng trận này đi anh em. Thắng trận này là tinh thần chúng ta lên cao đấy. Bằng tinh thần lên cao là chúng ta cứ thế là băm thôi anh em ạ. Homus. 24 đến từ vị trí của game thủ Hồng Anh. Màn hình máy game thủ Chipboy. Bài này khỏe, đánh thủ với con Babylon. Và Hồng Anh gần Min Hoan. Min Hoan khả năng đánh cùng trong map này rồi. Tám dành cho bạn chip boy, bài cực khỏe, cơ cấu cho tốt được một chút. Hồng Anh tầm lại 25, cơ cấu đừng để lọt nhà.
24/40 đến từ vị trí của người cầm Samurian. Và các bạn thì nhìn thấy một bài đấu mà anh tạm thời vẫn đang sống nguyên với chỉ là bài 3 thôi, chứ bài này bài khỏe. Và những Babylon của game thủ Y đang chân lực ra ruộng đánh một thế đánh thủ để cho Minoan của Thấu thì khỏe. Đến từ vị trí của game thủ Hồng Anh, à của game thủ Chibboy. Hồng Anh phải đẩy quân rát. Thế trận căng đấy không đơn giản đâu, vì con Minoan của người cầm của game thủ Tiệm Ăn Thầu mặc dù xấu nhưng cũng đã được game thủ BK cho từ đầu đến giờ. Và đây giờ phút thứ 16, vâng, đang muốn quay sang giết, tập trung quay chết hẳn BBT đã. Luôn đi với thế cô lập và chiếc bò phải khỏe ra nhá. Tham lại bà, vâng, phi luôn bánh fit thẳng luôn đấy. Vâng, tên này sẽ một tên để cho game thủ BB là người fit luôn, điều ăn fit thân luôn đấy, fit thân đi. Vâng, bài này game thủ anh cho rằng có lên trận không hay không, anh em sẽ là bài đấu mà em anh một thể vít quân nằm à lên. Và game thủ chiếc bò cũng đang rất khỏe, hôm nay đang khá nhiều gỗ. Vâng, chiếc bò cũng đang nhiều gỗ trong tình huống này, quay fit hẳn đấy nhá, bắn chém không cho màu một đến hồi luôn. Ra ruộng đi em, rất nhiều gỗ rồi. Hậu bài anh tầm này là 35, không to đâu nhá, còn Minoan thời này phút 18 rồi đấy, không đơn giản một tí nào đâu. Và nhìn thì thế thôi, thế là 2-1, những cái quan trọng là con Minoan nó khỏe. Và bây giờ là một tình huống game thủ Huy đang muốn cùng tụt lại nhà chúng ta. Xin mọi đuổi về Everest, nhiều gỗ về. Vậy sau lên, đúng rồi, xin mọi người đang vậy. Một tình huống vậy tốt đến từ cái đôi hậu bài, xin mọi bắt fit game thủ Huy luôn. Cho lên chặt thịt để lên chặt gỗ hai. Lên chặt gỗ hai trong tình huống này. Đứng dốc mà công nó được rồi. Đừng để nó công mình. Đấy, có bên này vàng, nó hình như bên trong nhà nó chỉ có một bãi vàng thôi đấy. Nó chỉ có một bãi vàng thôi. Phát triển to ra vào tình huống này, game thủ anh đang muốn nở ra. Hồng Anh cũng đang muốn lên đầu máu. Thế căng đấy, bài Minoan này không được vào đâu. Liệu rằng có một tình huống đột biến như ví dụ như công ca không bắn nổ đối bạn quấy phá lúc chụp bánh xe kìa. Minoan đang chụp bánh xe luôn. Rất không nhiều công a đâu, không nhiều đâu. Chibboy bắt fit thằng màu vào ấy. Chibboy cắm cờ xung quanh đây, bắt fit thằng một. Và sau đó là em bơm tất đồ cho anh để nở ra. Em bây giờ sau ít quân thôi, để cho anh nở hết to ra đi. Vâng, bắn fit luôn game thủ B trong tình huống này nhá. Fit hẳn luôn đấy, đánh không cho hồi luôn một tí nào luôn. Đánh fit hẳn luôn. Màn hình máy game thủ của anh đứng trên đồi. Và game thủ Chibboy bây giờ không sóc quân nữa, thay vào đó là sóc dân để nở ra và bơm đồ cho game thủ của anh không. Đứng dàn quân không cho Thầu đi ra khỏi nhà. Chúng ta phải có những tình huống bắn để cho đội bạn cảm thấy yếu yếu đi một tí. Hồng Anh cũng đã có cả cẩu, nó khắc bọt trong tình huống này. Nhưng cái thủ trưởng Văn Thầu cũng đang rất để ý. Lực thủ
UR chúng ta không nhiều. Cái này chưa chắc đã bú được. Còn nếu Kuma nó rất ảo. Lùi được thì thôi, không ăn được thì thôi đấy, lùi lại đi. UR có đầu máu rồi. Bảo như muốn nó đi nóc luôn. Đường rất nhiều vào khu này, vẫn đánh sâu vào. Đánh sâu này mà mất nhiều quân như này thì thủ chim bòi mà mất hết quân trong nhiều. Mấy thằng này chỉ là 45 thôi. Cùng hoa mình nó nở là rất nhanh. Khá bàn căng. Bắt đầu ra. Bắt đầu nó ra rồi. Chim bòi thằng là 26 thôi. Thằng này có sang nhanh không? Thằng này nó mà chiếm được cái dốc này là thua luôn. Nó mà chiếm dốc được này là thua luôn. Và chiếm dốc đoạn này mà chúng ta không công càn nữa. Không biết ăn đỡ nó khá tốt. Cú tay 6 thì nó bắt đầu nó phải ăn một bãi vàng khác rồi. Nó hết vàng rồi. Chip boy lọt vào một tên. Chip boy lọt vào nhà cái thủ màu 2 này một tên nhẹ. Tên nhẹ thôi chứ thật sự cũng không nặng lắm. Đủ để cho đối phương yếu. Và liệu rằng màu 2 có dồn quân lên không? Màu 2 đang cố gắng đỡ bên ngoài kia. Bài màu 2 này bắt đầu yếu dần vàng rồi. Họ không nhiều vàng đâu. Và đỡ được sau cái này cho mạnh đấy. Rất đồng nguồn Kuma. Ăn được không? Và các bạn nhìn thấy lưng của Kuma nó rất khác bọt. Và chỉ bỏ một tất tay sang này đỡ cho cái biểu mạnh. Đỡ cho mạnh từ này thì mới được. Vì bài yếu thủ màu 2 thì tôi nhìn thấy cũng không quá đông Kuma đâu. Không có quá đông. Và đang sang một tên nữa, Kuma và Kuma nó khác biệt nhau quá. Và Kuma tầm xa 7-4. Ông anh vẫn đang chỉ là vâng bắt đầu tăng nhà bia thứ 5. Cùng đầu có đầu máu. Họ mà dồn lên tên này là hơi khó thở đấy. Chip boy đang sạc nhưng liệu rằng có kịp hay không. Cùng A đang nở rất nhanh và chip boy chỉ sạc có 4 đơn vị quân. Đó chỉ là 2 con chém của con thôi. Đang phải chém quân bổ sung của đối phương. Họ mà cố gắng đỡ đi không nhiều lắm đâu. Nhiều thì chúng ta là ít quá. Quân của bạn không nhiều, bạn thì chỉ còn tầm 15 con đến 20 con thôi. Thì chúng ta là chỉ có khoảng tầm chưa đầy chục con cung đờ. Có đỡ được không? BB thì chắc chắn tăng hình rồi. Bơm mạnh đồ cho mạnh đều mạnh sốc quân. Vẫn đang sóc được. Nhưng bây giờ bạn nhìn thấy con Kuma giáp 4 nó khác bọt từ này đập. Vâng, thua trận này. Vâng, trận này là thua rồi. Và cũng không cần BB phải thi đấu nữa. Đó là 0-1 CO4. Ờ, chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo và đây màn hình máy quay quần. Vâng, bắt đầu quay quần.
Và quân của chúng ta là 36 Egypto. Bên phía đội bạn là Hit Hit Kata. Egypto. Hit và Kata. Và quân chúng ta được đánh giá là có lợi thế. Có lợi thế nhưng có lẽ rằng nó cũng chỉ là cân thôi anh em ạ. Có lợi thế thôi. Và đây là Four đến từ vị trí của thủ môn 2 game thủ môn anh và màn hình máy chipboy là người Egypt. Egypt Four là quân tuyển rồi. Vâng, có khả năng ép đời tốt. Egypt cũng là một loại cung tuyển. Đội bạn này không có quân ép đời. Bản đấu này thì con Four là một quân được đánh giá ép đời tốt nhất. Và vào tay game thủ môn anh thì mong rằng em có thể ép đời tốt hơn. Để có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Trận trước là một trận đấu mà chúng ta đã bắn chết BB rất sớm. Nhưng việc không tìm được vào nhà game thủ tiểu màn thầu, không ốp được. Và con Minon nó đủ sức cân lại bản đồ. Cái quân chúng ta là con Pan. Minon nó khỏe rồi thì con Pan nó không còn lợi hại nữa. Summer của anh thời đầu chỉ có 3. Quay sang ốp BB xong thì chúng ta không đủ quân để ốp nhà thầu vì lúc đấy là phút thứ 17. Và thầu là người đã tròn nhà và vâng ra được cung A. Và họ bò kín chúng ta không thể vẩy E để thể lọt vào được. Rất đáng tiếc trận đấu trước. Và công ca cũng không thành công. Phonesian của cái tường anh trong map đấu này. Và các bạn nhìn thấy là một bài đấu mà chỉ một bầy hươu lùa về, có một bãi quả phô của sư tử. Bãi sao con dân trên dốc phi, nó sẽ chết con sư tử đó thôi. Chị boy cho bộ bài này cầm Egypt thì thế bài đang là khá tươi. Hôm nay có thể giật hẳn vào trong 9 giờ được không? Em đánh tại nhà trong 9 giờ là hốc đấy. Rồi thì em mà chốt được cái BB ở giữa nhà chỗ bãi vàng đấy là kín luôn nhà đấy. Và bài đang rất dễ khủng nhà cái đấu này nha bài. Chị boy là mắc thế luôn. Đồ ăn cũng đang rất ổn. Và quả phụ 6 cây có voi lùa về và có hiêu. Mặc dù thì hiêu đang bé và voi cũng chỉ là voi đơn thôi. Nhưng như thế này thì đánh 25 dân và ép đời được. Màn hình máy game thủ Hồng Anh trong trận đấu này thì ra làm sao? Hồng Anh là người cầm Phonesian có quả phụ, có hiêu đầu và quả phụ 5 cây một bầy hiêu phụ. Bài game thủ Hồng Anh thì lên được đời. Nhưng không phải là bài khỏe trong trận đấu này. Trận đấu thứ hai trong trận đấu 4 chúng ta bắt buộc phải thắng ở CO này thì mới có C5. Chứ nếu thua C này thì coi như chúng ta ướt mất rồi. Thua C này thì đã ướt rồi anh em ạ. Rogan, Zokanta, Zokanta, Alamaz, 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 Omus, Alamaz, Zokanta, Omus, Isa, Isa, Yuri, Isa, Isa, Omus, Alamaz, Omus, Oklahoma, Omus, Hilari,
Và bán đấu mà game thủ Hồng Anh lên đời khá ổn, nhưng theo như Chipboy báo về thì bên phía đối mượn cũng lên đời là khá sớm. Chipboy thì rất kín nhưng mình phải Peter check nhá. Peter check kín nhà và là tốt nhất vì tránh tình trạng con giò đầu tiên nó lọt vào. Con giò công giáp đủ lọt vào là sẽ làm cho game thủ Chipboy yếu đi là rất nhiều. Hồng Anh báo về vâng, giò của game thủ máu 4 đã đi chưa và cái tiểu màn thầu là người cầm Katarian. Vâng, rất nhiều voi tại nhà chính đến từ game thủ tiểu màn thầu. 3, 4, 5 con voi đến từ game thủ tiểu màn thầu. Không có hiệu về nhưng bù lại là tới 5 voi tại nhà chính. Rất khủng khiếp. Họ đi vâng, họ giò vẫn đang chọc Hồng Anh nhá. Giò đoạn đã chọc Hồng Anh rồi. Vẫn một bãi ăn hoàng và Hồng Anh phải chọc giò tốt hơn. Đây là tới những 8, 9 con dân của game thủ tiểu màn thầu đang đứng tại nhà chính. Rất nhiều dân. Một con dân đã nằm xuống, chưa dân nào nằm xuống cả. Thầu cũng đã bắt đầu có lên đời và có phù thủy. Một dân của game thủ màu 4 nằm xuống. Hồng Anh chết khoảng 3 dân và game thủ màu 4 đã chết 1 dân. Nhưng họ là nhiều dân đỏ máu. Giữ giò cho thật sự tốt. Họ là rất nhiều dân đỏ máu đoạn này đấy. Cũng đã có lạc đà và hai bên đều là lạc đà công giáp đầy đủ cả. Hồng Anh phải có những tình huống thủ thật dẻo. Trước tình những tình huống mà đội bạn vẫn còn giò để đi giò chúng ta. Rất nhiều dân đỏ máu đấy. Con phù thủy 15 giây cuối cùng thì con phù thủy ra. Đấy con phù thủy 9, 8 và sẽ ra luôn trong tình huống này và chết con phù thủy 7 để chặn lại con lạc đà. Không sao, tên này là một trận đấu và chúng ta tạm thấy ổn. Hồng Anh vẫn đang thi đấu được. Máu 3 BB đã có một tình huống công tê tại nhà chính của chúng ta. Nhưng Hồng Anh đã cố điều để có thể và ăn được những con dân của game thủ BB. Tham lai của Hồng Anh chỉ là 20 thôi nhưng tạm thời đang là giữ cánh đôi nhà. Màn hình máy game thủ Chipboy người cầm Egypt. Ba mươi ba. Những tình huống như thế này phải thi đấu tốt hơn và họ vẫn đang có những tình huống có con lạc đà và một pha chạy dần chết tới 4 con dân trong tình huống này. Tham lai 17. Vâng, phù đang khá nhỏ dành cho đôi phải. Màu 3 đẩy chéo Hồng Anh một tơn thì cái tổ Chipboy phải áp lực thật khỏe lên. Hồng Anh giữ tham đi, giữ tham thì mới được. Họ là cùng hit nên nó zit nhanh lắm nha Hồng Anh nhá. Cùng hit của game thủ Bi đang zit Hồng Anh là khá đau. Bây giờ thì tổ Chipboy đang có tình huống đẩy như thế nào đây? Chipboy tham lại 49 nên đang cực khỏe của trận đấu này và tự đào vàng trong thế này đi. Và Chipboy phải đánh một thế tự cân bản đồ. Tự cân bản đồ đi. Đang rất khỏe đến từ Chip. Và map này liệu rằng Chip có thể cân bản đồ hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Màn hình máy game thủ anh phải giữ được tham. Và Chipboy báo về họ đã muốn ốp vào nhà Chip. Một lượng quân lớn và hãy nhớ rằng đây là cung hit. Nó zit là rất nhanh. Liệu rằng Chipboy có thể đỡ tên này hay không? Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy lượng quân của đối phương đang ốp là rất đông. Kéo về không? Kéo về là hơi khó đỡ đấy. Ba con lạc đà kèm theo đó là hơn chục con cung rờ của người cầm Pity. Kéo về là đỡ được. Kéo về nở tên mới là đỡ được. Hồng Anh đang báo về một tình huống tạt vào nhà game thủ đội bạn một tên nhé. Và BB cũng bắt đầu chạy một tên. Tên này thì Chipboy kéo về là tôi nghĩ sẽ đỡ được. Tôi quên để cho đội bạn lọt vào một tên khá đau. Vẫn còn những con lạc đà trong này nữa, ba con 4-5 con cung đờ nó tách nó zit dần nhanh lắm. Chipboy thì vẫn đang khỏe, vẫn đang đỡ nhà thoải mái. Sau quân nhiều lên vào trong nhà đỡ nhà trước đã. Đỡ được nhá, thoải mái, ta vẫn đang khỏe nguyên của Chipboy. Ây da, thằng cung hit nó bắn kìa. Và các bạn nhìn thấy một tuần cung hit của Tui 4 con vào bắn 10 dân của cái thủ Chipboy thì hôm nay ủn lại luôn. Ủn lại luôn vì cái thủ mày đã làm lủng đối phương một tuần nhẹ rồi. Phù. Cái thành phù.
chạy thân. Vâng, Bùi đã khá tỉnh. Vâng, chiếc bòi dồn lên là chết, nó đi thủ quân đó. Dồn lên đi, dồn khỏe lên. Ăn quân trước khi mà ông đục mặt kia rồi. Ông đục mặt rồi, ăn quân có sốc. Tên này phải đục, họ không đủ quân để đỡ đâu. Bò nhà nhá, tên này thằng 4 nó tạt lại sang cái ruộng vừa đang cháy dở là chết đấy. Hồng Anh đã báo về một tên lủng vào bên trong. Rồi đây rồi, thế thôi là xong chứ gì đâu. Vâng, game thủ Hồng Anh lọt vào bên trong. Và game thủ chiếc boy tên này mà không dồn chết thì nghe nó điều quá. Không bò nhà vào, đấy đúng rồi, bò nhà là chuẩn rồi. Vâng, tên này chết chắc luôn. Chết chắc, dồn khỏe lên. Dồn tất tay quân lên, Hồng Anh lủng hết toàn bộ nhà baby rồi. Vâng, thi đấu như này thôi chứ còn tí nào nữa. Và game thủ chiếc boy dồn lên là thắng rồi. Dồn khỏe lên, liên tục quân lên. Vào hỏi bên trong đi, không phải đứng chờ đâu, không đủ quân để đỡ mình đâu. Bốn đã sẵn cứu bắn giết cả hai luôn, đang đánh nhau vào can. Sóc 1A đến từ BB các em nhìn thấy. Sóc 1A đục quả mà vào đi em. Không vào anh một lúc nữa là chết rồi. Họ không có quân để vào bên trong bắn game thủ mày. Một lờ đều đến từ game thủ mày là tươi rồi. Thành công, đại thành công. Tưởng chừng là dễ thở nhưng cũng đang khá căng vì bài game thủ tiểu bàn sau quá trâu vọ tàn một tên bắn fit game thủ mày luôn. Chỉ bòi tên đấy mà bị ôm chết thì tôi chắc tôi điên mất. Bài đấy mà thủ chiếc bòi bị ôm chết chắc tôi phát điên mất. Bài tiểu màn tàu có tới 5 voi tiền chính siêu sớm. Hồng Anh đã sớm nhưng thủ tiểu màn tàu còn sớm hơn. Và quan trọng là thầu tiền đầu là vâng chọc tung thủ Hồng Anh tốt hơn. Nhưng may sao Hồng Anh là người ăn được cái con phù thủy đầu tiên bởi con giò của mình. Sau đó là lạc đà tân đầu tiên của em chém được khoảng tầm 5 dân của thủ tiểu màn tàu. Tân đầu thì vâng nếu không có bi chéo sang thì có lẽ thầu và cái thủ Hồng Anh thì chưa chắc thầu đã có cửa. Nhưng Bi là người chéo sang, đâm ra chiếc boy là người khỏe nguyên. Vâng, tân Bi đẩy con tê quả đấy mà chiếc boy không kéo tân quân kia về nó vẫn chết đấy. Ông kéo về hơi chậm đấy. Chéo về chậm thêm tí nữa là đứt. Để cho đội bạn lọt vào nhà một tân là vâng tím luôn sâu đậm. Giả mắt cùng hít nó vào bên trong nhà nó lọt ruộng nó cắn cho thì. Một đều và chúng ta sẽ có trận đấu bản lề. Lần đầu tiên trong một trận đấu thì có trận bản lề. Cam đấy. Vâng, chúng ta phải có con Seng, phải con 8. Quần nhảy 11 là Greek Egypt là chúng ta, bên phía các bạn là Egypt Baby. Ai hit? Đội bạn là 32 là Egypt Baby chứ. Bên mình là Greek và Egypt. Vâng, trận đấu toàn lề của siêu này Greek Egypt cân thôi. Vâng, hai con Egypt cân nhau nhưng quan trọng là bài chém bên nào đẹp hơn. Vâng, bài game thủ bay là tươi rồi đấy, bình rồi đấy. Đầu hơi xấu một chút nhưng thôi không sao, đôi voi ngay gần nhà được rồi. Màn hình máy game thủ chip boy cầm Greek trong trận đấu này thì quả đầu là quả xấu. Vâng, mong rằng game thủ chip boy thể chém tốt được trận đấu này. Vâng, quân cân, ôi chip boy cũng có voi luôn, thơm. All of my.
Donna Almas, Almas, Donna Almas, Oklahoma Almas, Rogan, Rogan Almas, Oklahoma Almas, Almas, Donna Almas, Donna E. Almas, 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 Vâng, trận đấu này thì GX của Z-Boy không có hiệu lùa về, nhưng bù lại thì có ít nhất một đôi voi. Tôi mong rằng sẽ có 3 voi để có những bù lại cái việc mà game thủ Z-Boy không có hiệu đầu lùa về. Hôm nay cho bộ mẹ thì cũng đã có một đôi voi rất sớm rồi. Gối đầu thì cũng khá gần dành cho Egypt. Vâng, thế bài thì cũng đang ổn ổn. Nói chung đây là một trận đấu đều đánh được. Tính như thời này đều đánh được. Ôi, đánh cho cả hai người. Vâng, cảm ơn công ty cổ phần xây dựng VRO nhà tài trợ bạc cho giải đấu AFF EU Cup năm 2020. Vâng, VRO sàn phẳng lõi xốp vượt nhịp lớn, cách âm cách nhiệt phù hợp cho mọi công trình. Vâng, đã tài trợ và đồng hành cùng team AFF Thái Bình trong thời gian này. Cảm ơn công ty cổ phần xây dựng VRO. Đây là con Egypt đến từ vị trí của ông anh đang có một đôi voi về và có quả phụ từ bài game thủ ông anh tương đối mắc bình. Nếu thủ Z-Boy trong bộ này thì dường như cũng có quả phụ rồi, nhiều quả phụ luôn thì phải. Z-Boy tươi đấy, tươi. Cố gắng thắng trận này đi nào, để chúng ta thắng xe này thì sẽ có xe 5 mọi người ơi, thắng xe này sẽ có xe 5 nha. Hồng Anh báo về là chỉ cần đội bạn không tạt Hồng Anh là Hồng Anh xiên chết luôn BB luôn. Bài Hồng Anh kích rất sớm với ngoài 24 dân của mình. Nó vào khoảng tầm 10-20 ngoài 24 dân. Ép tròn đồ, ngay sát để BB. BB ăn mất bãi quả phụ này của Hồng Anh. Và màn hình máy game thủ Z-Boy trận đấu này, vâng, Hồng Anh đã báo về chỉ cần Z-Boy không cho vâng tiểu màn thầu tạt thì game thủ BB chắc chắn chết. Và liệu rằng vâng game thủ Z-Boy có làm cái điều mà Hồng Anh mong muốn, đó là đừng để cho thầu tạt hay không. All of them.
47/40 đến từ con Greg của game thủ Chick Boy, và Chick Boy đang cố gắng tác động vào nhà game thủ tiền bàn thầu, nhưng Hồng Anh bên này có vẻ đang yếu và bị đoạn lọt con giò, và Hồng Anh chết khá nhiều dân trong tình huống này, và tầm này tụt xuống chỉ còn là 18. Còn chỉ sau có 3 và game thủ tiền bàn thầu đã tạt chân lực. Vâng, tạt chân lực trong tình huống này. Vâng, các bạn nhìn thấy là lạc đà của tụi tiền bàn thầu đang tạt vâng liên tục sang nhà Hồng Anh, và liệu rằng nó có đỡ đổi nhà hay không. Có ngoài đến 3 của mình đang khá yếu. Vâng, Chick Boy bên này thì sao? Nó phải được thủng nhà game thủ màu 1. Chứ bây giờ thì vào nhà màu 2 bây giờ thì chỉ là một phần thôi. Vì nếu như không thủ nhà màu 1, BB tròn ruộng như này. Vâng, đủ sóc quân thì việc vâng, có màu 2 chết thì BB vẫn cần bản đồ. Một trận đấu BB là người dò lỗ vò ngay gần cái nhà chính. Vâng, game thủ tiền bàn thầu sẽ kít trong tình huống này, gần như sẽ là không thi đấu nữa. Lọt vào đi với con chém không ra đủ, lọt khỏe lên, thêm con chém nữa là tươi, lọt, lọt thêm con chém nữa là tươi. Vâng, nhưng màu 2 nó fit rồi đấy, 2 fit rồi. Vâng, thế là BB dò lỗ con vòi ngay sát với nhà chính. Hết dần rồi, đúng còn cái này thôi. Em cố gắng giữ được thì được đấy, vì vẫn đang xong quân đều đấy. Chick Boy cố gắng gom được nhiều chém được một chút. BB thì nó vẫn đang ngồi thủ trần lực thôi. BB thì vẫn đang thủ trần lực. Chick Boy cũng đã chém được cái tiền bàn thầu rất nhiều rồi mà phải đâu. Bị ôm lên thì nó yếu một tên, nó lủng ruộng một tên mà. Em cố lùi lại, đừng đấu để tên này không Chick Boy đục thủ ruộng ấy. Và tên này một tên đấu Hoàng Anh phải lùi lại để cho Chick Boy đục thủng ruộng của đối phương. Tạm này Hoàng Anh vẫn đang giữ 23. Cố đục ruộng nhưng chưa làm gì được. Hai mươi chín, gom chém vào một chút nên nó thủng rừng đấy. Điện thủ Hoàng Anh đã có mặt tại đây rồi. Hoàng Anh đang ngay sau đấy, Chick Boy ngay đấy rồi, Chick Boy ngay xong rồi. Chick Boy đây rồi. Đấy, như này thôi là công nó không đi quân được rồi. Đấy, ra vòng sau, vòng sau cái giờ. Đấy, đúng rồi, vòng sau, đúng rồi. Vòng luôn, ruộng nó không bò bế gì đâu. Chick Boy vào không? Đồng quần đấy. Cùng nghề dịp. Điều đi. Điều tốt hơn khi mà Chick Boy cũng đã có tầm 5 con chém. 5 con chém tên này. 4 con thôi. Và có cả dân này trải đến từ bổ sung thêm 2 con chém nữa thành công từ Chick Boy. Hàng chém công giáp. Hồng Anh đục ruộng kìa, vào lọt ruộng đi. Lọt ruộng rồi, được rồi, rồi Chick Boy lọt ruộng tên này. Một tên đấu liên con chém công giáp đầy đủ của thủ Chick Boy lọt lên trong, lọt sâu lên. Lọt sâu lên khi mà thủ lượng quân của Chick BB không quá đông, chứ mà bồi thêm 2 con chém nữa. Bồi thêm 2 chém công giáp tên này ăn tên này đã. 31. Hồng Anh bắt quân đi đã. Vâng, màu 1 này yếu rồi. Màu 1 này đã yếu rồi. Vâng, màu 1 này đã yếu. Chick Boy đang có tới 4 con chém. Bắt quân bên ngoài đã, chơi đi chơi được đấy. Ăn quân bên ngoài đã. Kín đôi vẩy em hay quá, Chick Boy là một thủ vẩy em tốt trong tình huống này, vẫn liên tục lấy thủ vẩy em, vẩy em đi, vẩy đi. Hồng Anh đâu rồi? Bắt đi, bắt hết tên này là hết quân đấy. Nhưng bên ngoài thì thủ huy đang bồi xếp bên ngoài, chị ơi, bên ngoài, ăn quân. Hồng Anh đang cố đục, nhưng bây giờ một tình huống tạt độc nhẹ đến từ game thủ tiền bàn thầu, chúng ta không sợ tình huống ăn quân. Phải ra ăn quân đã. Vâng, Chick Boy ra ăn quân đã em ơi. Ăn quân đi, nó không nhiều quân đâu. Tham này đang là 22, Hồng Anh đang tiếp tục dồn lên. Thế trận này không còn đường lùi nữa, vì chậm lại là chúng ta sẽ bị đội bạn hung chết ngay. Chậm lại đội bạn là sẽ hung chết ngay. Đến thủ Chick Boy đang tiếp tục dồn lên. Ăn đi không là thua đấy. Chick Boy bơm mạnh đồ cho mày đều anh sắp quân nào. Hồng Anh đang thiếu một tâm thực và cả gỗ nữa. Chick Boy thì có thể bơm thực cho em thôi chứ gỗ thì không bơm được. Vâng, Hồng Anh lọt trộn đi, lọt sâu vào. Vì game thủ Chick Boy đang rất đầu chém dồn lên. Tham này Chick Boy là 35 là siêu khỏe. Ăn đi. Vâng, có thả được một con chém lẻ về thằng màu 2 ở bãi vàng thì quản lại nó không. Chỉ có thực bơm chém thôi, không có gỗ đâu. Hồng Anh dồn vào một tên. Vâng, BB sẽ yếu. Đuổi luôn. Có cung ăn được đấy, ăn được. Vào đi, chim vào đi. Vào đi, vào trước đi. Ôi, cái này khả năng không vào nữa rồi. Nó đông đấy, trong này hơn chục con cơ. Lùi đi. Lùi được. Lùi. Nó yếu rồi, lùi. Chick Boy vẫn đang khỏe mà, Hồng Anh bình tĩnh lại đi. Người này chết nhiều lắm rồi. Chick Boy có thể bơm thực cho em nhá. Chick Boy có thể bơm thực cho Hồng Anh, bơm cả gỗ cho em nữa. Thả lại một con chém, quản lại vàng thằng 2 đi. Thả lại một con chém đỏ máu để quản lại 2 bài vàng vào bãi vàng. Đừng đi rời khỏi khu vực này. Không nào, tên này họ hút ngược lại Hồng Anh ngay. Và người thủ màu 2 này bắt đầu hồi lại.
Seaboy là 28. Nếu như trận đấu này mà chúng ta không húp lại một tên nữa, ông này thì hơi yếu. Một bài đấu mà bị Kim Cương cầm thầu dâng lờ và úp sớm quá. Cố gắng lên, Seaboy tạt vào đi khi mà ông này đã bắt đầu đấu quân với BB rồi, 7E. Vâng, tham cân đấy là chết đấy, chết BB đấy. Ôi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Rất nhiều cung đến từ BB trong tình huống này, một tình huống rất quân thì chúng ta đã bỏ mạng mất 2 cung đời rồi. Lùi đi, lùi đi, nó đang chạy hết quân đến 3 giờ rồi, hỏng rồi, tên này bị kín rồi. Seaboy tên này lọt vào chết chắc, bơm mạnh thực đi. Vâng, tên này bắt fit luôn, 3, 2 nha, 1 nha, 1 nó phải kéo quân về đấy. Ông anh chạy đi, nó đang kéo quân về đấy, rồi hay lắm. Seaboy cố lên em, cố lên. Vâng, vừa đánh mà phải vừa bơm đồ cho ông anh để ông anh thi đấu. Vừa đánh mà vừa bơm đồ thì ông anh mới thi đấu được. Game thủ mà 3 là màu 1 này đang yếu lắm rồi, chạy hết rồi, chạy hết rồi. Ông anh phải giữ được quân cơ. 23 là to lắm rồi đấy, 23 siêu to đấy em ơi. Có, bảo rồi cứ bơm cho đi để ông anh nó cơ cấu cái. Lùi đi, lùi đi. Seaboy đang đuổi một tân dân bên ngoài rồi. Đấy rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hay quá, chip đánh trận này quá hay luôn. Từ đâu đến giờ thì có một trận đấu mà thủ Seaboy đánh quá hay trong trận đấu này, một trận đấu cầm click. Ông anh thì oan mình giữ thời điểm đầu khi mà cái thủ tiệm ăn thầu là người dâng 2L sát nhà. Đúng rồi, hai con chém đỏ máu này tuổi gì. Vào đây. Tham Lai là 27 đến từ cái thủ Seaboy. Bảo may Tham Lai là 28 là quá to thời điểm này rồi. Tham 28 quá to. Tham 28 bây giờ là siêu siêu to khổng lồ rồi. Không hề sợ đi trong tình huống này. Không hề sợ. Vâng, ông anh đã báo về thời đại bi không cửa. Tham Lai ông anh đã được số 30. Vâng, BB đã rất yếu. Vâng, Seaboy có vào hay không? Seaboy có vào nhà kim thủ BB một lần nữa hay không? Tham Lai 27 đến từ chip. Tham Lai 28, ông anh cần được giữ tham nhá. Đừng để mất tham là khoai đấy. Không đấu được thì cứ lùi đi, em còn sắp quân khỏe mà. Ông anh đang đấu thoải mái. Seaboy tên này có lọt vào được nhà BB hay không? Tiếp tục bơm đồ cho game thủ ông anh. Lùng dưỡng đi. Em 10 con chém như này thì nó đỡ làm sao được. Dí lên đi. Đấy đây đây, chém 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 BB trong tình huống này. Vào game thủ BB chạy đi đâu. Vào đi, vào đi, vào đi. 10 con chém thì chạy làm sao được. Vào một trận đấu Seaboy đánh quai. Quai đến từ Seaboy. Vâng, các bạn nhìn thấy là một trận đấu bằng từ Seaboy cầm click mà chém đông như Yamato. Vừa chém vừa bơm đồ cho đồng đội. Không phải như trời, nó không có quân em ơi. Rồi xong rồi đấy. Chip đánh trận này hay quá em ạ. Vâng, khán giả thì chắc không anh, nhưng các bạn phải hiểu rằng tiểu bàn thầu là người dâng L sát nhà. Dâng 2L sát nhà chết. Tuổi gì? Tuổi gì? Vâng, ôi. Vâng, mất tình linh thì cái thủ tiểu bàn thầu là có một tình huống lọt vào ruộng của tiểu anh một pha. Seaboy thì vẫn đang rất khỏe, có thể bơm tiếp tục đồ cho ông tiểu anh, tiểu anh có thể hồi. Thoải mái đi, thoải mái, đừng rời khỏi nhà đối phương. Game thủ Seaboy mới có tay để quản lại game thủ tiểu bàn thầu hay không? Rồi sang phẳng nhà, mất nhà đối phương. Seaboy là một tên tất tay vì đồng đội rồi. Hồng Anh được cân mát đi nhá. Seaboy tụt tam rồi đấy. Vâng, thầu đã chết rồi đấy. Thầu chỉ lác đác một vài đơn bị quân đi quấy thôi, nhưng BB đang hồi lại nhà chính nhá, ông anh nhá. Quay lại đi. Cùng exit nó trì lắm đấy. Mười bốn. Ông anh cân đi nhá, Seaboy yếu rồi đấy. Đây là thầu rồi. Thầu vẫn chưa bánh xe. Vâng, thằng thầu thầu này. Vâng, không bánh xe này. Cẩn thận đấy nhá. Hồng Anh giờ cân mát đi, Seaboy về tham bối rồi đấy. Trận này mà thua nữa thì chịu rồi. Trận này không thể thua nữa. Có chạy dần lên một chút thì vẫn sóc được quần. Nhưng quan trọng là tiểu mà thầu đã biết. Và tỷ số lại 1. Soi tham cái nào mà em nhìn thấy này. Một trận đấu mà tham chúng ta vắng đè ngay từ đầu anh em ạ. Như thế thì khá căng vì cái thủ anh quá yếu. Mặc dù Seaboy khỏe nhưng bất tình lình thì pha đấu mà hay Hồng Anh và Seaboy quyết định ốp nhà BB. Và lủng nhà BB là một tên quá hay. Chứ các bạn nhìn thấy là cái thế đấy là một thế căng. Vì Hồng Anh đã tím. Hồng Anh gần như là không có nhiều quân, chỉ có một tên quân nhỏ nhỏ. BB thì gần như không bị động một cái gì cả. Seaboy quay sang bắn chém fit được một tên kim thủ tiểu bàn thầu thì thầu tụ được khoảng tầm 7-8 con chém đi vào Hồng Anh quá rất thời đầu. Với ngoài chỉ đánh có 3 nhà BA. Vâng, mọi người trách Hồng Anh nhưng có vẻ rằng anh em phải nhìn lại vì thầu dâng L sát nhà và 2L công giáp chém Hồng Anh là quá rát. Seaboy thì gần như không bị động, em chém một đường là fit luôn tiểu bàn thầu. Và sau đó em tạt một tên vào nhà kim thủ BB làm cho BB lủng ruộng. Và những tên phối hợp đến từ Hồng Anh và Seaboy trong trận đấu này thì nó quá hợp lý. BB trận này có vẻ đánh hơi lỗi và có lẽ đông quân và chúng ta dồn quân khỏe quá thôi.
2-1 trong siêu thứ 4. Và liệu rằng có sẽ đấu chung kết hay không, anh em bấm like chia sẻ thật khỏe nha. Vâng, và qua đây thì cũng xin cảm ơn công ty cổ phần tài vâng cổ phần xây dựng VRO, nhà tài trợ bạc cho giải đấu AFF Cup năm 2020 và là nhà tài trợ cùng đồng hành với team AFF Thái Bình trong thời gian sắp tới. VRO sàn phẳng lõi xốp vượt nhịp lớn, cách âm cách nhiệt phù hợp với mọi công trình. Vào lúc mà cái thủ của anh tụt về cái timeline còn mỗi tôi tưởng đứt rồi. Cả cái là chiếc bóng đấy to không giải quyết vấn đề gì vì đơn giản là EZB nó khỏe nguyên. Nhưng may sao là hôm nay nó gom đủ quân để ốp lại được. Và tình huống chiếc bòi vẩy he cũng như phối hợp nó hợp lý quá. Hệ giát đít phối hợp giát đít luôn. Thầu thì thi đấu đúng lúc đầu luôn. Vâng, mà chiếc bòi nó cạo cho một đường là fit luôn. Chúng ta cũng chờ đợi đến màn hình máy quay quân. Quên mất chưa quay chưa nhỉ? Quay chưa? Chúng ta là 6 là forum. Quần tươi đấy. Đây là Roman đến từ vị trí của ông anh Romfo. Quần tươi. Trận đấu chung kết cho cặp đôi BB và Trần Văn Thầu. Liệu rằng có giống như chiều ngày hôm nay? Chiều ngày hôm nay thì Hồng Anh truy mệnh thắng 2-0 trước và sau đó bị bật 2 đều và nghỉ. Chiều tối nay thì Chip Boy và game thủ Hồng Anh bị dẫn trước với tỷ số là 2C. Vâng, tương đối là gọi là sập luôn. Tỷ số trong 2C nó vào khoảng là 8-1 mọi người nhé. Lưu ý với anh em luôn là trong 3 C đấu đầu tiên tổng tỷ số là 8-1. Bài tươi dành cho Hồng Anh này. C1 thua 0-3, C2 thua 1-3, C3 thua 2-0. Cứ nghĩ rằng ngày hôm nay 9-1 là nghỉ. Chúng ta bật kịp thời ở siêu thứ 3. Và C này đã có một chút lợi thế dành cho cặp đôi Hồng Anh và game thủ Chiboy. Và đây xem một trận đấu khó khăn vì tụi anh phải làm viết hết việc của Chiboy. Chậm dần, chết dần. Bài được đấy, bài Chiboy dần tươi đấy. 4-5 voi cơ, nhưng lại chết dần và chậm dần. Vâng. Chậm dần và chết dần nha. Vì tụi anh trận này phải làm rất tốt việc cho cái thủ Chiboy đấy. Omas.
Vâng, thế như vậy đây là một bài đấu bằng tua bằng kích 9 phút 25 giây 21 giây mắc của mắc đánh hơi ít giật do quả đầu thấy muộn và nó xấu, anh vẫn nhìn thấy là vẫn còn hai cây quả ảnh hưởng đến việc ép đời chứ nó không bình thường. Bài này 21 giây hoặc 22 giây, 22 giây cũng có thể kích sớm như vậy được, 22 giây hoàn toàn kích 9 hay kích được. Vâng, chắc chắn đôi bạn là không lên đời rồi. Hôm anh hãy làm hết việc của chiếc boy trong trận đấu này đi, để chúng ta sẽ có một sự chung kết nó nảy lửa hơn. Yên tâm là chiếc boy vẫn lên sớm hơn đối phương nhá. Thấy quả muộn lại còn chết dần. Ui rồi ôi, mồ bài quá, nhìn thấy cái gì đây ạ? Vâng, 10-48 giây và 27 dân trừ 1 và kích. Vâng, chặt gỗ luôn, công tê luôn đi chứ còn gì nữa em. Thế giới này là của bố mày rồi. Vâng, chọc luôn vào nhà bóng 2 game thủ tiểu man tàu cầm Egypt. Thế là Bi là Summer đối đầu với cánh của Chip Boy. Anh đi, tuần này mà em không chọc được khoảng tầm 5 dân thì đừng đánh đế chế được anh ạ, anh thề luôn. Này anh cung á, thế em ngồi solo kia đi. Chọc tốt đây một tí. Vâng, hai con dân của game thủ tiểu màn tàu nằm xuống. Ô khỉ. Đùa lắm, lúc mà tôi muốn nhìn đến điều dò muốn khóc thật. Hay là anh em khán giả đây có đồng ý cái việc mà việc của hôm nay là chỉ ép đời thôi, đến lúc điều dò để chúng ta vào đánh hộ không? Chị bò bên này thì sao? 27 siêu siêu khỏe, 500 thực trong người. Hôm nay có cần tí thực lên mình xem. Ờ được. Đây rồi, bi. Lấy đâu ra lên đời. Hàng chém công giáp đầy đủ, sâu hẳn sang. Làm luôn được 8 dân vì cho mát. Dân Summer gặp chém công giáp 5 người, nó chém thì 4 phát là đứt chứ có gì đâu. Tách đi đâu này. Anh em khán giả có đồng ý là việc mà Hồng Anh chỉ ép đời đúng không ấy? Nó lúc nó có giò để chúng ta vào đánh không ạ? 25 C-Boy, 27. Thế trận đang quá tươi, siêu siêu tươi. Chí Bòi khỏe nguyên, Hồng Anh cũng đang chém tốt. Hồng Anh vào chém vào một game thủ BB. Bòi chém đi, Bòi bánh xe đâu ra? Lấy đâu ra bánh xe? Làm cái gì con lạc đà này vào can? Điều để không chết lạc đà được không? Mình vẫn chết rồi, ăn nốt hàng lạc đà luôn để đoạn không còn quân nào thôi. Không còn quân nào cho mát. Tạm là 26. Điều ăn hết con này lạc đà này không? Không điều, chém gấu luôn. Tham lai của mày lai 6. Tiểu mặt thầu chắc chắn là còn lâu mới có quân để thi đấu rồi. Chị Bòi đẩy quân chưa? Cẩn thận lủng nhà đấy ông Chị Bòi nhá. Thằng Bi đã có bánh xe. Tham lai 39. Hôm nay ta là 27. Rồi fit luôn và người đi sẽ không còn thi đấu nữa. Không còn lực nữa. Không. Tự người lấy đi. 28. Chị Bòi tăng 5 ma lên một fit đi chứ gì nữa. Đẩy đi hết. Nó không còn gì, nó chạy hết rồi em ơi. Nó chạy hết không còn cái gì ở nhà đâu. Nó chạy hết xuống dây gióng giờ rồi. Vâng, phải đóng A tương đối dị hợp đến từ của chị Bòi. Còn bài chị Bòi 7 voi quả phụ trước nhà. Kiếp vãi trưởng. Mà người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Đang có một tiếng đuổi luôn. Chị Bòi đuổi luôn tới đấy sang nhà Hồng Anh đi. Vâng, không thể đánh tàu nữa. Trần lực chém bì. Không thể đánh tàu, trần lực chém bì luôn. Chém bằng fit bì luôn. Thầu nhìn chung con chém này chắc cũng vãi đái ra quần. Chị Bòi tầm lại 49.
ông anh ở nhà đang bị viêm phổi ngoài để một cân nhẹ nhưng cũng là cái tình trạng thầu thì quá yếu và quyết định chứ gì nữa. Hai đều với C, chúng ta sẽ có trận đấu chung kết trong buổi tối thi đấu hôm nay. Hay quá anh em ơi, hay quá. Nên liệu rằng có một tình huống Pi tiếp tục nghỉ giống như chiều nay Hồng Anh nghỉ không ạ? Họ nghỉ thì cũng chả cấm được họ, vì đơn giản là chiều nay thì Hồng Anh và Chi Mạnh cũng vừa nghỉ xong rồi. Chiều nay Hồng Anh, Chi Mạnh thắng trước 2C, họ bật hai đều chúng ta nghỉ luôn. Thì bây giờ thì họ thắng 2C, chúng ta bật hai đều họ nghỉ luôn, chúng ta cũng chả được nói. Rõ ràng là như vậy. Dễ người thì dễ ta, mà khó người thì cũng khó ta. Cùng chờ đợi xem rằng có C5 hay không. Chắc chắn là không rồi, tôi nghĩ là không đâu. Chắc chắn sẽ có một tên trả đũa. Tôi biết ngay mà anh em ạ. Tôi đoán vị luôn rồi anh em ạ. Và anh em thấy tôi đoán chuẩn không ạ? Anh em tôi đoán chuẩn không? Chiều nay tôi không bình luận kèo nhưng tôi có nghe cái việc này. Và chắc là nghỉ rồi mọi người ạ. Nghỉ chưa? Vâng, họ nghỉ rồi. Rõ ràng là như thế. Mày tự nguyên lập mạng nhưng mày vứt đấy về. Vâng, thế vậy thì anh em có thể chuyển sang luồng livestream của game thủ Yugi để có thể và bấm like chia sẻ cho Yugi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người nhiều, khi cả đó tạm dừng tại đây rồi mọi người có thể chuyển sang luồng livestream của game thủ Yugi. Mọi người gõ cho anh ấy một nút like và một comment mọi người nhá. Vâng, lão tướng của team AWS Skydead xin chào toàn thể mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.